Chương 17 Khu rừng dưới biển, cuối cùng chúng tôi đã tới cửa rừng, một trong những nơi đẹp nhất thuộc quyền sở hữu của thuyền trưởng Nemo. Ông ta coi đó là tài sản riêng của mình và có toàn quyền sử dụng nó. Và lại, ai có quyền tranh giành với Nemo quyền sở hữu đất đai ngầm dưới biển này nữa? Còn kẻ nào muốn liều mạng xuống đáy biển và dùng rìu dọn đường đi xuyên qua những bụi cây um tùm này nữa? Khu rừng ngầm này gồm toàn những loài thực vật hình cây. Tôi vừa bước vào trong vòng cành lá rậm rạp thì sự chú ý của tôi bị thu hút ngay vào một hiện tượng độc đáo của thiên nhiên mà trong đời hoạt động khoa học tôi chưa từng gặp. Không một cọng cỏ nào nằm ẹp dưới đất, không một cành cây nào bị cong xuống và mọc theo chiều ngang. Tất cả đều hướng thẳng lên mặt nước như những cây roi sắt. Dòng biển dường như bất động, nên muốn đi qua, chúng tôi phải lấy tay rẽ chúng sang hai bên. Nhưng vừa buông tay, chúng lại trở về vị trí cũ. Đây thật là thế giới của những đường thẳng đứng. Một lát sau, tôi đã quen với khu rừng kỳ dị và cảnh tranh tối tranh sáng của biển sâu. Đáy cát lởm chởm đá nhọn làm chúng tôi khó đi. Thực vật ở đây hết sức phong phú, phong phú hơn cả những vùng biển bắc cực và nhiệt đới. Thoại tiên, tôi không phân biệt được giới động vật với giới thực vật. Nhưng ở địa vị tôi, ai có thể không nhầm lẫn được. Dưới biển sâu chúng thường rất giống nhau về hình thái. Tôi nhận thấy tất cả các loại thực vật chỉ dính xuống đáy biển chứ không mọc từ dưới lên. Chúng không có rễ nên không hút nhựa sống của đất mà chỉ nương tựa vào đất. Chúng mọc được cả trên đá, vỏ chai ốc, cát hay sỏi. Tất cả những gì cần thiết cho sự sinh tồn đều có trong nước. Phần lớn thực vật đều dẹt, hình thù kỳ dị. Màu sắc chủ yếu là màu hồng, đỏ tươi, xanh, vàng, hung hung đỏ và nâu sáng tôi gặp những loại thực vật sống mà tiêu bản được giữ trong bộ siêu tập của tàu Nautilus. Khoảng một giờ trưa, thuyền trưởng Nemo ra hiệu nghỉ khiến tôi rất mừng. Chúng tôi ngồi dưới lùm cây Alari thân vươn thẳng lên như những mũi tên. Thời gian nghỉ tuy ngắn, nhưng hết sức dễ chịu. Chỉ phải một điều là không nói chuyện được với nhau. Tuy vậy, tôi vẫn ghé cái mũ bằng đồng to tướng sát vào mũ công xây. Sau mặt kính dày, mắt công xây sáng ngời lên vì thích thú. Và để tỏ ý hài lòng, Công xây quay quay đầu trong mũ một cách ngộ nghĩnh. Tôi rất ngạc nhiên vì đã đi 4 tiếng đồng hồ mà không đói. Tôi chẳng hiểu vì sao, nhưng tôi lại buồn ngủ giếp mắt, trạng thái này cánh thợ lặn thường gặp. Mí mắt tôi chịu xuống, tôi thiêu thiêu ngủ, thuyền trưởng Nemo và người thủy thủ lực lưỡng làm mẫu cho chúng tôi theo, hai người nằm dài ra trên đáy đại dương nước sạch trong như pha lê. Tôi không xác định được là đã ngủ bao lâu, nhưng khi tỉnh dậy, tôi đã thấy mặt trời ngả xuống chân trời thuyền trưởng nemo đã dậy tôi cũng bắt đầu vươn vai duỗi chân duỗi tay thì một sự bất ngờ làm tôi phải bật dậy cách chúng tôi vài bước một con nhện biển khủng khiếp cao tới một mét đang chằm chằm nhìn chúng tôi bằng đôi mắt lác và sẵn sàng lao tới mặc dù bộ đồ lặn khá dày không sợ bị cắn thủng tôi vẫn không giấu được nỗi kinh sợ trong lòng lúc đó công xây và anh chàng thủy thủ cũng thức dậy thuyền trưởng Nemo chỉ cho anh thủy thủ xem con vật hướng viếc. Anh ta bèn lấy báng súng nện chết ngay tức khắc. Tôi thấy những chân nhện dãy rụa trong cơn hấp hối. Sự việc này buộc tôi nhớ lại rằng trong bóng tối của đáy biển còn có những con vật nguy hiểm hơn nhiều. Quần áo lặn cũng không chống lại được. Cũng lạ là trước đó tôi chẳng hề nghĩ tới điều này. Từ giờ phải thận trọng hơn mới được. Tôi cảm thấy hình như cuộc dạo chơi của chúng tôi tới đây là hết. Nhưng tôi đã lầm thuyền trưởng Nemo chưa có ý định quay về tàu Nao Ti Lúa. Ông ta vẫn dũng cảm đi lên phía trước. Đáy biển dốc tuột xuống. Khoảng 3 giờ chiều, chúng tôi tới một chỗ đất trũng hẹp. Hai bên là những mỏm đá thẳng đứng, cách mặt biển 150 mét. Nhờ bộ đồ lặn hoàn hảo, chúng tôi đã xuống 90 mét quá giới hạn mà thiên nhiên quy định cho những cuộc dạo chơi dưới nước của con người. Tôi xác định độ sâu ở chỗ chúng tôi đứng là 150 mét, mặc dù chẳng có một thứ máy đo nào nhưng tôi biết rằng ngay ở nơi nước trong nhất, những tia sáng mặt trời cũng không thể lọt xuống sâu hơn được. Cách 10 bước chẳng nhìn thấy gì, tôi đang dò dẫm thì bóng tối bỗng bị một tia sáng khá mạnh xuyên thùng. Thuyền trưởng Nemo đã bật đèn điện, anh thủy thủ đi theo cũng bật đèn, tôi và công xây làm theo, ánh đèn chiếu sáng một khoảng có bán kính 25 mét. Nemo dẫn chúng tôi đi ngày càng xa, vào giữa khu rừng sâu thẳm. Nơi đây cây cỏ hiếm dần vì thiếu ánh sáng mặt trời, ở độ sâu này hầu như chẳng còn loại thực vật nào, trong khi xung quanh chúng tôi vẫn còn nhiều động vật kỳ lạ. Vừa đi tôi vừa nghĩ bụng rằng ánh sáng điện sẽ thu hút sự chú ý của các động vật dưới biển sâu. Nhưng nếu chúng có tới gần thì vẫn ở một khoảng cách súng bắn không tới được. Thuyền trưởng Nemo mấy lần dừng lại tì súng lên vai ngắm, nhưng lại hạ súng xuống rồi tiếp tục đi. Cuối cùng, khoảng 4 giờ chiều, chúng tôi đi tới đích của cuộc dạo chơi này trước mặt chúng tôi bỗng dựng lên một bức tường đá hoa cương một khối đá hùng vĩ có nhiều hang hốc không thể vượt qua được đó chính là chân đảo crespo nemo dừng lại ảng ta ra hiệu cho chúng tôi nghỉ chân tôi chẳng khao khát vượt qua bức tường này nên tuân theo lệnh nemo đây là ranh giới mà ông ta không muốn vượt qua bên kia là một thế giới khác mà nemo không muốn đặt chân vào chúng tôi quay về nemo dẫn đầu và vững vàng đưa chúng tôi lên phía trước tôi cảm thấy hình như mình trở về bằng lối khác con đường mới dốc đứng nên trèo rất mệt một lát sau chúng tôi lên tới gần mặt biển việc đi lên những lớp nước trên diễn ra từ từ và không thể có ảnh hưởng gì xấu ngược lại áp lực thay đổi đột ngột có thể gây nguy hại cho cơ thể con người và đe dọa tính mạng những thợ lặn thiếu thận trọng mấy phút sau chúng tôi lại đi vào lớp nước được chiếu sáng mặt trời đã lặn gần sát chân trời và những tia sáng bị khúc xạ trong nước chiếu lên tất cả những vật xung quanh một ánh hào quang rực rỡ. Chúng tôi đi dưới độ sâu 10 mét, từng đàn đủ loại cá lượn quanh. Cá nhiều và bơi nhanh hơn chim bay trên trời, nhưng chẳng con nào đáng bắn. Thuyền trưởng Nemo bỗng đưa súng lên vai rồi ngắm vào một con vật nào đó đang thấp thoáng trong bụi rậm. Ông ta bóp cò, một tiếng rít nhẹ phát ra, thế là con vật bị trúng đạn ngã gục cách chúng tôi năm bước. Đó là một con dái cá tuyệt đẹp, loại bốn chân duy nhất sống ở biển. Bộ lông dái cá dài tới một mét rưỡi, màu nâu sẫm, ở đầu bốn chân màu trắng bạc, rất được ưa chuộng trên thị trường Nga và Trung Quốc. Vì mềm và mượt nên bộ lông con dái cá này trị giá ít nhất 2.000 franc. Tôi thích thú ngắm nhìn con vật có vú, đầu dệt, tay ngắn, mắt tròn, có ria mép trắng như ria mèo, có mảng chân rất phát triển và đuôi bông loài thú này bị săn bắt quá nhiều nên hết sức hiếm, chỉ còn thấy ở phía bắc Thái Bình Dương và có nguy cơ bị tuyệt chủng. Người thủy thủ vác xác con vật lên vai và chúng tôi lại đi tiếp. Chúng tôi bước trên cát phẳng suốt một tiếng đồng hồ, đôi chỗ đáy gồ lên đến mức chúng tôi chỉ còn cách mặt biển 2 mét. Đến đây, tôi được chứng kiến một phát súng kỳ diệu nhất mà người đi săn ít khi thấy. Trên đầu chúng tôi có một con chim lớn đang xòe rộng cánh bay. Khi nó cách mặt biển mấy mét, Người thủy thủ ngắm rồi nổ một phát súng. Con chim rơi thẳng xuống biển mạnh đến nỗi thắng được sức cản của nước và chìm tới ngay chỗ chàng thủy thủ thiện xa. Đó là một con chim báo bão, tiêu biểu xuất sắc cho các loài chim sống ngoài biển. Phát súng không dự kiến này không làm chúng tôi đi chậm lại. Trong hai tiếng đồng hồ, chúng tôi khi thì bước trên đáy cát bằng, khi thì len qua những bãi tảo. Tôi đang mệt lử thì một vệt sáng mờ bỗng xuyên qua bóng đêm tới nửa hải lý đó là ánh đèn pha của tàu Nao Ti Lúa. Thế là chỉ còn 20 phút nữa là về tới tàu. Tôi sắp được nghỉ ngơi thoải mái rồi. Tôi bắt đầu cảm thấy dưỡng khí trong mình sắp cạn. Nhưng tôi không biết được rằng một cuộc gặp gỡ bất ngờ sẽ làm chúng tôi về tàu chậm một lúc. Tôi đang đi cách mấy người kia chừng hai chục mét, thuyền trưởng Nemo bỗng quay ngoắt lại và bước về phía tôi. Cánh tay mạnh mẽ của ông ta ấn tôi nằm xuống sát mặt đất, người thủy thủ cũng làm như vậy đối với công xây trong giây phút đầu tiên tôi chẳng hiểu vì sao có sự tấn công bất ngờ đó nhưng thấy nemo nằm yên bên cạnh tôi an tâm tôi nằm thẳng dưới đất có tảo phía trên che chở ngước nhìn lên tôi thấy mấy bóng đen to tướng và sáng lấp lánh đang lướt qua tôi sờn gai ốc tôi đã nhận ra những con cá khủng khiếp này đó là hai con cá mập loại cá ăn thịt người có đuôi lớn mõm có những châm sáng cái mõm gớm ghiếc này có thể đớp một cái là đứt đôi người. Tôi không biết công xây có xếp loại cá mập không, nhưng về phần mình, tôi nhìn cái bụng trắng bạc, hai hàm răng nhọn của chúng bằng con mắt của một nạn nhân hơn là của một nhà sinh học. Cũng phúc cho chúng tôi, là những con vật phàm ăn này mắt rất kém. Chúng bơi vụt qua mà không thấy chúng tôi. Thế là chúng tôi may mắn vượt qua được một nỗi nguy hiểm lớn hơn là gặp hổ giữa rừng sâu. Nửa tiếng sau, chúng tôi về tới tàu Nao Ti Lúa nắp tàu mở chúng tôi vừa chui vào căn phòng con thì thuyền trưởng nemo đóng sập cửa ngoài rồi ấn nút máy bơm trên tàu chạy làm mực nước xung quanh chúng tôi rút xuống rất nhanh mấy giây sau trong phòng chẳng còn một giọt nước nào lúc đó cánh cửa trong mở ra chúng tôi bước sang phòng thay quần áo chúng tôi khá vất vả mới tháo bỏ được bộ đồ lặn tôi vừa quá mệt vừa buồn ngủ nhưng hết sức thỏa mãn về cuộc dạo chơi tuyệt đẹp dưới đáy biển sâu tôi trở về phòng riêng của mình. Chương 18, ngàn dặm dưới Thái Bình Dương, sáng 18 tháng 11, tôi thức dậy, người khoan khoái. Tôi lên bong tàu và lại thấy viên thuyền phó đang nói câu mà tôi đã nghe được nhiều lần. Tôi bỗng hiểu nghĩa câu nói đó, đúng là ông ta nói rằng, biển bình yên vô sự. Biển bát ngát, mênh mông, chẳng thấy một cánh buồm, cũng chẳng thấy những mỏm đá của đảo Crespo. Biển đã nuốt tất cả màu sắc của quang phổ mặt trời chỉ còn lại một màu xanh ngắt. Tôi đang mải ngắm cảnh đẹp của đại dương thì thuyền trưởng Nemo lên bong và bắt đầu quan sát thiên văn. Hình như ông ta không để ý gì đến tôi. Sau đó, Nemo tì tay lên buồng lái và đăm đăm nhìn về phía xa khơi. Lúc này độ 20 thủy thủ bước lên bong. Họ kéo lưới mà họ đã quăng đêm trước. Đó là những người khỏe mạnh, lực lưỡng, thuộc nhiều dân tộc khác nhau nhưng đều gốc châu Oyo. Tôi dễ dàng nhận ra một người Ireland, mấy người Pháp, mấy người Slaver, một người Hy Lạp. Họ rất ít lời và nói với nhau bằng một thứ thổ ngữ chẳng rõ nguồn gốc từ đâu. Vì vậy tôi không thể chuyện trò với họ được. Họ kéo lưới lên tàu. Sáng hôm đó nhiều động vật kỳ lạ của biển đã lọt vào lưới. Tôi ước lượng họ đánh được ít nhất 400kg cá. Một mẻ lưới rất đạt nhưng cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên lưới mắc phía sau tàu và trong mấy tiếng đồng hồ đã cuốn theo tất cả những động vật gặp ở đường từ nay về sau chúng tôi chẳng sợ thiêu cá ngon vì tàu chạy rất nhanh và chiếc đèn pha có sức hấp dẫn lớn cá đánh được liền đưa xuống bếp một phần để dự trữ một phần để ăn ngay mẻ lưới kết thúc không khí lại được dự trữ đầy các bể chứa tôi đinh ninh là tàu sắp lặn nên muốn trở về phòng nhưng lúc đó thuyền trưởng nemo quay về phía tôi và nói thưa ngài giáo sư ngài hãy nhìn xem biển có phải là một sinh vật không biển lúc thì giận dữ khi thì dịu hiền ban đêm biển cũng ngủ như chúng ta và giờ đây đang tỉnh dậy khoan khoái sau một giấc ngủ ngon nemo chẳng chào hỏi gì hình như con người bí hiểm này đang tiếp tục một câu chuyện bị bỏ giờ ông ta nói giáo sư nhìn xem đại dương tỉnh giấc dưới ánh nắng dịu hiền nó bắt đầu cuộc sống ban ngày thật kỳ thú khi quan sát những biểu hiện đầy sức sống của cơ thể nó biển có tim, có mạch máu, và tôi hoàn toàn đồng ý với nhà bác học Mori, người đã phát hiện ra rằng nước ở đại dương cũng tuần hoàn, hệt như sự tuần hoàn của máu trong cơ thể sống. Neo chẳng đợi trả lời, và tôi cũng thấy nếu ngắt lời ông ta bằng nhiều câu, vâng, tất nhiên, rất đúng, trống giống thì thật là thưa. Ông ta như tự nói với mình và sau mỗi câu lại im lặng hồi lâu. Đúng, nước ở đại dương tuần hoàn không ngừng sự tuần hoàn đó sở dĩ có là do nhiệt độ thay đổi do muối và các vi sinh vật trong nước biển nhiệt độ thay đổi làm thay đổi tỷ trọng của nước do đó tạo nên những luồng nước chảy ngược nhau nước biển bốc hơi rất ít ở hai cực nhưng bốc hơi rất nhiều ở vùng xích đạo hiện tượng này tạo ra sự giao lưu thường xuyên qua các vùng biển đó ngoài ra tôi còn phát hiện được sự tuần hoàn theo chiều thẳng đứng từ mặt biển xuống dưới sâu và ngược lại hiện tượng đó đúng là sự hô hấp của biển trong các vùng biển ấm nước đại dương bị đốt nóng ở lớp trên chảy đến các vùng biển lạnh nhờ bị lạnh đi nên đậm đặc hơn nặng hơn và chìm xuống dưới sau đó càng gần vùng xích đạo nó càng bị hôn nóng và nổi dần lên trên rồi lại chảy về vùng biển lạnh đến hai cực giáo sư sẽ thấy rõ kết quả của hiện tượng này và sẽ đánh giá được sự nhìn xa của thiên nhiên vì nhờ quy luật này mà nước biển chỉ đóng băng ở lớp trên khi Nemo nói đến câu cuối cùng, tôi nghĩ bụng, chẳng lẽ con người liều lĩnh này lại định cho tàu chạy tới hai cực. Nemo im lặng và chăm chú nhìn biển cả, môi trường mà ông ta đang cố sức nghiên cứu cặn kẽ. Một lát sau, ông ta nói, biển chứa một lượng muối đáng kể. Nếu như có thể tập trung tất cả muối bị hòa tan trong đại dương lại thì nó sẽ chất thành một khối bằng 4 triệu rưỡi dặm khối. Và nếu trải đều trên mặt đất thì nó sẽ tạo thành một lớp dày hơn 10 mét. Nhưng ngài chớ tưởng rằng muối chứa trong nước biển là do sự trái tính của thiên nhiên. Không phải đâu, muối làm giảm sự bốc hơi của nước biển và giúp các miền khí hậu ôn hòa tránh được mưa nhiều. Vai trò làm cân đối hoạt động của thiên nhiên trên trái đất thật quan trọng, thật vinh quang. Nemo im lặng, ông ta đứng thẳng lên, đi mấy bước trên bong rồi lại bước về phía tôi, còn hàng tỷ sinh vật có trong mỗi giọt nước cũng có vai trò không kém quan trọng. Chúng hấp thụ muối biển và chất vôi hòa tan trong nước khi chết đi chúng lại trả lại cho nước những chất khoáng khác nhau một phần dưới dạng xương dưới đáy biển thế là có một sự tuần hoàn mãi mãi một cuộc sống vĩnh cửu cuộc sống ở biển khẩn trương hơn thuận lợi hơn vô cùng vô tận hơn trên đất liền nó nằm ngay trong mỗi giọt nước của biển cả trong môi trường rất nguy hại cho tính mạng con người nhưng rất có lợi cho hàng tỷ sinh vật khác cho cả tôi nữa nói những lời đó con người Nemo khác lạ hẳn đi và gây cho tôi một ấn tượng mạnh mẽ. Ông ta nói tiếp và cuộc sống thật sự là ở đây, chỉ ở đây thôi. Tôi tin là có khả năng xây dựng những thành phố ngầm, những tòa nhà ngầm dưới biển cứ mỗi sáng lại nổi lên mặt nước để dự trữ không khí trong lành giống như tàu Nautilus. Những thành phố độc lập, những thành phố tự do, và nếu một tên bạo chúa nào đó, thuyền trưởng Nemo ngắt câu nói bằng một cử chỉ đe dọa rồi ông ta hỏi tôi dường như muốn xua đuổi những ý nghĩ đen tối. Giáo sư có biết đại dương sâu bao nhiêu không? Thưa thuyền trưởng, tôi có biết những kết quả đo đạc? Kết quả cụ thể ra sao? Khi có dịp, tôi có thể kiểm tra lại. Nếu tôi không lầm thì độ sâu trung bình ở phía bắc đại Tây Dương là 8.200 mét, còn ở địa Trung Hải là 2.500 mét. Những cuộc đo đạc có kết quả nhất đã được tiến hành ở phía nam đại Tây Dương. Kết quả, một vạn 2.000 mét một vạn bốn nghìn chín trăm linh một m một vạn năm nghìn một trăm bốn chín m tóm lại nếu đáy đại dương được san bằng thì độ sâu trung bình là khoảng bảy km tốt lắm nemo trả lời tôi hy vọng sẽ cung cấp cho ngài những số liệu chính xác hơn về độ sâu trung bình ở vùng biển này của thái bình dương tôi có thể thông báo rằng nó không quá bốn ngàn m nói đến đây thuyền trưởng nemo đi về phía nắp tàu rồi theo bậc thang sắt bước xuống dưới tôi đi theo ông ta ngay lúc đó chân vịt bắt đầu ngay, đồng hồ chỉ tốc độ 20 hải lý một giờ. Những ngày sau đó, thuyền trưởng Nemo rất ít đến thăm hỏi. Họa hoàn lắm tôi mới thấy ông ta, còn viên thuyền phó thì cứ sáng sáng lại ghi đường đi của con tàu trên bản đồ rất cẩn thận giúp tôi xác định vị trí con tàu một cách chính xác. Công xây và nét len ở bên tôi hàng tiếng đồng hồ. Công xây thuật lại cho nét nghe chuyện anh ta đã được thấy những kỳ quan gì trong chuyến dạo chơi ngầm dưới biển. Nét hối tiếc là đã không cùng đi, tôi an ủi nét rồi sẽ tổ chức xuống biển chơi một lần nữa. Hầu như ngày nào tấm cửa sắt ở phòng khách cũng mở ra mấy tiếng đồng hồ và chúng tôi lại được đi sâu vào những bí mật của thế giới ngầm dưới biển. Tàu lúa chạy theo hướng đông nam ở độ sâu 100-150m. Nhưng có lần thuyền trưởng Nemo hướng lên cho tàu lặn sâu xuống 2000m. Nhiệt kế chỉ 4,25 độ một nhiệt độ hình như chung cho độ sâu này ở mọi vĩ độ. 3 giờ sáng ngày 26 tháng 11 tàu Nao Ti Lúa qua Bắc Chi Tuyến 172 độ Kinh. Ngày 27 tháng 11 tàu ngang qua quần đảo San Nguyết, nơi thuyền trưởng Cúc nổi tiếng hy sinh ngày 14 tháng 2 năm 1779. Thế là chúng tôi đã đi được 4860 dặm kể từ ngày bắt đầu cuộc hành trình. Buổi sáng, khi lên bong, tôi nhìn thấy đảo Hawaii cách tàu hai hải lý. Đó là đảo lớn nhất trong số 7 hòn đảo của quần đảo Hawaii. Tôi thấy rõ những cánh đồng trồng trọt, vùng đồi và những dãy núi dọc bờ biển, những núi lửa trong đó sừng sững ngọn Mauna cao 5.000 mét. Tàu lúa vẫn chạy theo hướng đông nam. Ngày mùng 1 tháng 12, nó vượt qua xích đảo ở 142 độ kinh. Ngày 4 tháng 12, sau khi chạy khá nhanh và không xảy ra sự việc gì đặc biệt, tàu tới gần quần đảo Marquisas qua quần đảo đẹp tuyệt vời ấy, từ mùng 4 tới 11 tháng 12 tàu đi được khoảng 2.000 hải lý. Đêm mùng 9 dạng ngày 10 tháng 12 tàu gặp hàng đàn Nguyễn Thể. Ban đêm chúng từ dưới biển sâu bơi lên các lớp nước trên rồi theo con đường di cư của cá chích và cá sát đin mà bỏ sang vùng nước ấm hơn. Đây là cuộc di cư bình thường của hàng triệu tấn sinh vật biển. Biển cả đang phô bày ra những bức tranh hết sức kỳ thú và muôn màu muôn vẻ. Biển cả chẳng những làm chúng tôi vui mắt, cho chúng tôi quan sát những sinh vật trong môi trường tự nhiên của chúng mà còn mở ra trước chúng tôi những bí mật thầm kín nhất. Ngày 11 tháng 12 tôi ngồi ở phòng khách và đọc một cuốn sách lấy ở thư viện của thuyền trường. Nét và công xây thì mải ngắm nước biển được chiếu sáng. Tàu nao ti lúa đang dừng, tàu cho nước vào đầy các bể chứa và đỗ ở độ sâu 1.000 mét, nơi rất ít sinh vật, rất ít cá to. Tôi đang đọc cuốn sách tuyệt vời của răng ma thì công xây gọi tôi, thưa giáo sư ngài có thể lại đây một phút không ạ? Anh ta nói bằng một giọng khác lạ, có việc gì thế, công xây. Tôi đứng dậy, bước tới cửa sổ và nhìn ra ngoài. Trong khoảng nước được đèn pha trên tàu dọi sáng, có một khối lớn màu đen đang lơ lửng. Tôi chú ý nhìn xem đó là gì. Trong óc tôi bỗng lóe lên một ý nghĩ, tàu biển, tôi kêu lên, đúng, nít trả lời, một chiếc tàu biển bị gãy cột buồm. Nét len đã không lầm, trước mắt chúng tôi là một chiếc tàu bị đắm. Vỏ tàu còn tốt, hình như nó mới bị đắm cách đây mấy tiếng đồng hồ. Chiếc tàu gây một ấn tượng rất đáng buồn, nhưng khi thấy những xác người bị trói chặt bằng dây cáp trên bong thì còn thê thảm hơn nhiều. Chúng tôi lặng im và hết sức xúc động nhìn cảnh tàu đắm. Những con cá mập háo đói đã ngửi thấy mùi thịt người và sông đến. Khi tàu nao ti lúa chạy vòng quanh chiếc tàu đắm, tôi thấy ở phía lái có dòng chữ đề Florida, Sunderland, chương 19, và Nicole tai nạn thương tâm của tàu Florida không phải là trường hợp đặc biệt gì lắm ngoài biển cả. Về sau này, khi tàu Nao Ti Lúa qua các vùng biển đông tàu bè, chúng tôi đã gặp nhiều xác tàu đắm mục nát trong nước. Còn dưới đáy thì nào súng lớn, nào neo, nào xích và hàng ngàn đồ vật khác bằng sắt đang dỉ ra. Ngày 11 tháng 12, chúng tôi tới gần quần đảo Pomotu giải rác khoảng 500 dặm từ đông đông nam tới tây tây bắc. Quần đảo này có diện tích 370 dặm vuông và gồm 60 nhóm đảo san hô. Nhờ đó khối đất này sớm muộn sẽ nhập làm một với quần đảo kề bên và giữa New Zealand và Tân Caledonia sẽ xuất hiện lục địa thứ năm. Một hôm tôi đề cập vấn đề đó với thuyền trưởng Nemo, nhưng ông ta trả lời tôi một cách lạnh lùng, cần những con người mới chứ cần gì những lục địa mới. Vẫn theo hướng cũ, tàu Nautilus chạy ngang qua đảo Tân hòn đảo kỳ lạ nhất trong các nhóm đảo do thuyền trưởng Ben phát hiện ra năm 1822. Ở đây tôi có dịp quan sát các quần thể san hô đã tạo nên các đảo ở miền biển Thái Bình Dương này. Khi tàu nổi lên mặt nước, tôi có thể nhìn bao quát cả đảo Clermont Tân chỉ hơi nhô lên một chút có rừng rậm phủ kín. Những cơn bão biển đã biến đất đá vôi ở đây thành màu mỡ. Hạt cây do bão đưa từ đất liền ra, một hôm nào đó rơi xuống đảo này lại được bón bằng sắc tôm cá và tảo thối giữa đã làm nhú lên bao mầm xanh sóng biển đã ném lên bờ một quả dừa chín từ xa tới thế là cây cối mọc lên cây làm nước bốc hơi và tạo ra một con suối cây cối dần dần phủ kín đảo luồng nước biển đã đưa tới đây các vi sinh vật côn trùng cùng với những thân cây bị nhổ bật lên từ những hòn đảo bên rùa bắt đầu tới đây đẻ trứng chim chóc bay tới làm tổ trên những cây non thế giới động vật dần dần phát triển sự sống ở đây. Tiếp đó con người xuất hiện, anh ta bị màu xanh tươi của cây cối và đất đai phì nhiêu hấp dẫn. Những hòn đảo san hô một sáng tạo vĩ đại của các sinh vật vô cùng nhỏ bé đã được hình thành như vậy. Đến gần tối, đảo Clermont tân khuất hẳn, tàu Nao Lúa thay đổi hẳn hướng đi, vượt qua chi tuyến Nam ở 135 độ Kinh, tàu chạy về phía Tây Bắc. Mặc dù mặt trời nhiệt độ nóng bỏng chúng tôi vẫn không cảm thấy nóng vì ở độ sâu 30, 40 mét, nhiệt độ nước không quá 10 đến 12 độ. Ngày 15 tháng 12, tàu đi ngang quần đảo Societe và Tahiti diễm lệ, hoàng hậu của Thái Bình Dương. Tàu đã đi được 8.100 hải lý, sau đó nó chạy vào khoảng giữa quần đảo Tonga Tabu và quần đảo Người Đi Biển rồi vượt qua quần đảo Fiji. Quần đảo này được Tasman phát hiện ra năm 1643. Cùng năm đó. Lee phát minh ra phong vũ biểu và vua lui 14 lên ngôi. Xin để bạn đọc phán xét xem sự kiện nào đó ích lợi hơn cho loài người. Đã một tuần nay thuyền trưởng Nemo không xuất hiện. Cuối cùng, sáng 27 tháng 12, ông ta bước vào phòng khách, tự nhiên thoải mái tựa như chúng tôi vừa chia tay với ông ta 5 phút trước đây. Lúc đó tôi đang tìm vị trí con tàu chạy trên bản đồ. Nemo đến chỗ tôi, chỉ vào một điểm trên bản đồ rồi nói, Vanikoru, địa danh này tác động đến tôi một cách thần kỳ đó là tên những hòn đảo nơi đoàn tàu của la perouse bị đắng tôi giật mình hỏi tàu ti lúa chạy về phía vanikoro ư thưa thuyền trưởng thưa giáo sư vâng phải chăng tôi sẽ có dịp đến những hòn đảo nổi tiếng nơi tàu botsen và astrolab bị đắng vâng nếu giáo sư muốn thế đến vanikoro còn xa không ạ à? thưa giáo sư vanikoro đây rồi Tôi cùng Nemo lên bong rồi chăm chú nhìn về chân trời ở phía đông bắc hiện lên hai hòn đảo to nhỏ khác nhau nhưng chắc cùng nguồn gốc núi lửa. Có một hàng rào san hô bao quanh khoảng 40 hải lý. Chúng tôi đã tới gần đảo, đúng hơn là tới cửa một vũng nhỏ. Cây cối xanh tươi phủ kín đảo, từ bờ biển tới đỉnh núi cao. Tàu vượt qua một eo biển hẹp để vào phía trong hàng rào san hô. Dưới bóng những cây xuống, Chúng tôi thấy rõ bóng những thổ dân đang hết sức ngạc nhiên theo dõi con tàu. Có lẽ họ tưởng tàu hình thoi là một con cá voi mà họ cần đề phòng. Thuyền trưởng Nemo hỏi tôi đã biết gì về cái chết của La Perouse. Thưa thuyền trưởng, tôi cũng biết như mọi người thôi. Giáo sư có thể thuật lại cho tôi những điều mọi người đều biết không? Nemo hỏi hơi mỉa mai. Thưa vâng, và tôi bắt đầu kể lại cho ông ta nghe nội dung những tin tức cuối cùng do đi mông Đức Vin báo về. Sau đây là tóm tắt những tin tức đó. Năm 1785, La Pérouse và trợ tá của ông ta là thuyền trưởng De Langle được vua lui 16 phái đi vòng quanh trái đất trên hai chiếc tàu Boutsen và Astrolab và bị mất tích. Năm 1791, chính phủ Pháp lo lắng về số phận hai chiếc tàu chiến của La Pérouse nên đã thành lập một đội tàu đi cứu gồm hai chiếc Zersetzer và Ispe dưới quyền chỉ huy của Bruni d'Anterocastor hai tàu này nhổ neo ở cảng Bristol ngày 28 tháng 9. Hai tháng sau, theo báo cáo của một người tên là Bô chỉ huy tàu Anbeckman, thì người ta đã thấy những mảnh tàu vỡ ở bờ biển Tân Dây Óc Ghi. Nhưng Đăng không biết tin đó và lại nó cũng khá mơ hồ nên vẫn cho tàu chạy về đảo Amirote, theo báo cáo của thuyền trưởng Hơn là nơi tàu La Perouse bị đắm. Nhưng cuộc tìm kiếm của Đăng không đem lại kết quả gì hai tàu đi cứu đã đi qua Vanikoro mà không dừng lại. Chuyến đi kết thúc một cách bi thảm vì chính đăng Turocasto, hai thuyền phó và nhiều thủy thủ bị chết. Người đầu tiên dò ra đúng vết tích của đoàn tàu La Perusa là thuyền trưởng Di Lông, một con sói biển lão luyện, rất thông thạo Thái Bình Dương. Ngày 15 tháng 5 năm 1824, tàu Saint Patrick của Đi Lông đi ngang qua đảo Ticopia thuộc nhóm đảo Tân Brit. Tới đây một thổ dân chèo thuyền độc ngục ra bán cho đi lông một cái chuôi kiếm bằng bạc trên có khắc chữ. Người này kể lại cho đi lông nghe rằng 6 năm trước đây, anh ta thấy trên đảo Vanikoro có hai người Oyo trong số thủy thủ của hai chiếc tàu bị đắm vì va phải giải đá ngầm gần đảo này. Đi lông hiểu ngay đó là hai chiếc tàu của La Perouse bị mất tích và đã làm cho toàn thế giới xúc động. Đi lông quyết định đến Vanikoro, nơi theo lời người thổ dân hãy còn vết tích của tàu đắm nhưng gió và luồng nước không cho phép đi lông thực hiện được ý định ấy. Ảng đã quay về Ta. Ở đây đi lông đã làm cho công ty châu Á chú ý tới phát hiện của mình và giao cho ông ta một chiếc tàu cũng có tên là Dơ Ngày hai Ngày 23 tháng Giêng năm 1827, đi lông cho tàu nhổ neo rời Calcutta, có một đại diện Pháp đi theo. Sau nhiều lần ngừng lại ở Thái Bình Dương, ngày 7 tháng 7 năm 1827, tàu dơ thả neo ở chính cái vũng nơi tàu nao ti lúa đang đổ. Đi lược tìm thấy ở đây nhiều di vật của tàu bị đắm, mấy cái neo, các loại dụng cụ hàng hải và một cái chuông bằng đồng đen có dòng chữ D, ba danh đốc, và nhãn hiệu của xưởng công binh Bristol năm 1785. Không còn nghi ngờ gì nữa, đi tiếp tục tìm kiếm di vật và đã ở nơi xảy ra tai nạn tới tháng 10 sau đó ông ta cho tàu nhổ neo và về Cancutta bằng đường New Dillon. Ngày 7 tháng 4 năm 1828, Đi Lông về tới Pháp và được vua Sackler Lơ Ích tiếp đón ân cần. Cũng trong thời gian ấy, Đi Mông Đức Vin, chỉ huy tàu Astrolab, chẳng hay biết gì về phát hiện của Đi nên vẫn lên đường tìm kiếm nơi tàu đắng. Lúc đó, một người thợ săn cá voi cho biết rằng thổ dân Louisiat và Tân Caledoni hiện đang giữ một số huy chương và một huân chương chữ thập thánh lui. Đi mông đước Vin lên đường và cho tàu thả neo ở hồ Bắc Towner hai tháng sau khi đi lông rời Vanikoro. Đến đây ông ta được biết về kết quả tìm kiếm của đi lông. Ngoài ra, ông ta còn nghe tin báo của một người tên là Jem Hobser, thuyền phó tàu Union từ Calcutta đến khẳng định rằng khi tới một hòn đảo nằm ở độ vị 8, 18 độ và độ kinh đông 156, 30 độ, hốt sơ thấy thổ dân có những thanh sắt dài và những mảnh vải đỏ. Đề mông đức viên lúng túng trước những tin tức trái ngược đó và không biết có nên tin không. Tuy vậy, ông ta vẫn cho tàu chạy theo đường đi lông đã đi. Ngày 9 tháng 2 năm 1828, tàu Astrolab tới đảo Tikopia. Sau khi lấy một người trước là thủy thủ, nay sinh cơ lập nghiệp ở đây lên tàu làm hoa tiêu và phiên dịch, tàu chạy về Vanikoro. Ngày 20 tháng 2, tàu vượt qua hàng rào san hô rồi vào vũng. Ngày 23 tháng 2, thủy thủ tàu Astrolab đi vòng quanh đảo và chỉ mang về một số mảnh tàu vỡ ít giá trị. Thổ dân từ chối không chỉ cho họ chỗ tàu đắm, lấy cớ là không hiểu. Thái độ của thổ dân thật đáng nghi ngờ có lẽ họ đã đối xử tàn tệ với những người bị đắm tàu và sợ đi mông đước Vin đến để trả thù cho La Perouse và những người xấu số, số cùng đi. Cuối cùng, ngày 26 tháng 2, bị các tặng phẩm cám dỗ và hiểu rằng sẽ không bị trả thù, các thổ dân mới chỉ cho thuyền phó Giacchino nơi tàu đắm. Ở đó, dưới độ sâu 7, 8 mét, neo, súng đại bác và các thứ khác bằng kim loại đã bị phủ một lớp vôi anh em thủy thủ vất vả lắm mới kéo lên được một chiếc neo nặng hơn 700 kg, một khẩu đại bác và hai khẩu súng cối. Hỏi thổ dân, đi mông nước Vin được biết thêm rằng, sau khi cả hai tàu vấp phải hàng rào san hô bị đắm, La Perouse nhặt những mảnh vỡ để đóng một chiếc thuyền nhỏ. Ông ta lại lên đường để lại bị đắm một lần nữa. Nhưng ở đâu thì chẳng ai hay. Thuyền trưởng tàu Astrolab dựng một đài kỷ niệm La Perouse và các thủy thủ dưới bóng cây xuống. Đó là một hình tháp bốn cạnh, đơn giản, đặt trên bệ san hô. Đi mông Đức Vinh muốn nhổ neo ngay, nhưng thủy thủ bị sốt rét kịch liệt và bản thân đi mông cũng bị ốm. Mãi tới 17 tháng 3, ông ta mới lên đường về được. Đó là tất cả những gì tôi có thể thuật lại cho thuyền trưởng Nemo nghe. Nemo nói, thế là cho tới nay vẫn chưa biết chiếc thuyền La Perouse đóng sau này bị đắm ở đâu à? Thưa không, Nemo không trả lời mà chỉ ra hiệu mời tôi theo vào phòng khách tàu nao ti lúa lặn xuống mấy mét, cánh cửa sắt mở ra. Tôi chạy tới cửa, và giữa đám san hô, giữa ngàn vạn con cá nhỏ tuyệt đẹp, tôi nhận ra những mảnh tàu vỡ, những đại bác, neo, tóm lại, những bộ phận mà đi mông đước vin không lấy lên được. Tôi đang mải xem những di vật đáng buồn ấy thì thuyền trưởng Nemo nói, thuyền trưởng La Perouse lên đường ngày 7 tháng 12 năm 1785 với hai tàu Boutsen và Astrolab. Thoạt tiên, ông ta lập căn cứ ở Botany Bay, sau đó đến quần đảo Societe, Tân Caledonia, Santa, Crux rồi thả neo ở Namuka nằm trong nhóm đảo Hawaii. Cuối cùng, tàu bút sần của La Perouse tiến gần đến hàng rào san hô, hồi đó các nhà đi biển chưa biết, và phải giải đá ngầm gần bờ biển phía nam. Tàu Astrolab vội đến cứu và cũng vấp phải giải đá ngầm đó. Tàu bút sần bị đắm ngay tức khắc, tàu Astrolab bị mắc cạn còn đứng được mấy ngày thổ dân trên bờ đối xử với những người gặp nạn khá tốt. La Perusa lên bờ và bắt đầu đóng một chiếc thuyền nhỏ bằng những mảnh vỡ của hai chiếc tàu bị đắm. Một số thủy thủ tự nguyện ở lại Vanicoro, những người còn lại bị ốm đau kiệt quệ thì theo La Perugia đi về hướng quần đảo Salomon và hy sinh hết ở gần bờ biển phía tây của hòn đảo chính của quần đảo này. Sao thuyền trưởng biết được điều đó? Tôi sửng sốt, tôi tìm thấy vật này ở nơi đắm tàu cuối cùng đây. Nemo cho tôi xem một cái cháp bằng sắt Tây, trên nắp có quốc huy nước Pháp, đã bị dỉ trong nước biển mặn. Khi ông ta mở nắp ra, tôi thấy một tờ giấy cuộn tròn đã ngả màu vàng nhưng vẫn đọc được. Đó là chỉ thị của Bộ trưởng Hải quân Pháp gửi thuyền trưởng La Perouse có lời phê của chính vua Louis 16 viết ở lì. Đó là cái chết xứng đáng của một thủy thủ. Nemo nói, La Perouse đã an nghỉ dưới nấm mồ san hô. Còn cái gì yên tĩnh hơn nấm mồ đó nữa? Cầu thượng đế cho tôi và các bạn tôi cũng được như vậy. Chương 20, eo biển Torres, đêm 27 dạng ngày 28 tháng 12, chúng tôi rời Vanicoro. Tàu Nautilus mở hết tốc lực chạy về hướng Tây Nam và trong 3 ngày đi được 750 dặm, nghĩa là vượt được khoảng cách ngăn giữa nhóm đảo của La Perusa và mỏm Đông Nam Tân Guinea. Sáng mùng 1 tháng riêng năm 1868, sau khi ngủ dậy, tôi lên bong tàu. Công xây đón chào tôi, thưa giáo sư, xin chúc ngài nhiều hạnh phúc trong năm mới. Anh công xây, trong hoàn cảnh hiện nay, anh quan niệm thế nào là hạnh phúc? Anh khao khát thoát khỏi cảnh tù đầy này, hay mong muốn kéo dài cuộc hành trình ngầm dưới biển của chúng ta? Thưa giáo sư, tôi, tôi chẳng biết nói thế nào. Chúng ta đã thấy nhiều điều kỳ lạ, và thú thực là hai tháng nay chúng ta không có thì giờ để buồn. Người ta thường nói, cái kỳ diệu cuối cùng bao giờ cũng đáng ngạc nhiên nhất. Và nếu cứ tiếp tục thế này mãi thì tôi cũng không biết mọi sự sẽ kết thúc thế nào. Tôi nghĩ chúng ta sẽ không bao giờ có dịp đi thế này nữa đâu. Không bao giờ, công xây ạ. À, thưa giáo sư, tôi nghĩ rằng năm hạnh phúc nhất sẽ là năm chúng ta được thấy tất cả mọi thứ trên trái đất này. Thấy tất cả ư? Ừ, công xây, có lẽ đó là một câu chuyện rất dài. Ý kiến của Netland thế nào nhỉ? Ý kiến của Netland hoàn toàn khác chúng ta. Anh ta có đầu óc thực tế và một cái dạ dày đòi hỏi cao. Anh ta ngán ngẩm khi thấy cá, và phải ăn món cá. Là một người ân lô sắc sông chính cống, anh ta quen chén bít tết. Vì vậy cũng dễ hiểu là thiếu thịt, bánh mì và rượu vang, anh ta rất khó chịu. Về phần tôi, anh công xây à, tôi rất ít quan tâm đến chuyện ăn uống. Chế độ trên tàu thế này là tốt lắm rồi, tôi cũng vậy à, công xây nói. Vì thế, tôi vui lòng ở lại đây cũng như nét len sẵn sàng chạy trốn khỏi nơi này nếu năm mới sẽ rủi ro đối với tôi thì đối với nét sẽ ngược lại như vậy thì một trong ba người chúng ta nhất định sẽ được hài lòng cuối cùng tôi xin chúc giáo sư tất cả những gì giáo sư mong muốn cảm ơn công xây quả năm mới tôi xin khất anh đến khi khác và tạm thời thay bằng một cái bắt tay thật chặt anh bằng lòng nhé giáo sư chưa bao giờ rộng lượng như vậy công xây trả lời rồi đi mùng hai tháng riêng chúng tôi đã đi được một vạn một nghìn ba trăm bốn mươi hải lý hay 5.250 dặm, kể từ ngày xuất phát từ biển Nhật Bản. Trước mắt chúng tôi là vùng biển San Hô ở bờ biển Đông Bắc Châu Đại Dương. Tàu chạy cách hàng rào San Hô mấy hải lý. Nơi đây đoàn tàu của thuyền trường Cúc suýt bị đắm ngày 10 tháng 6 năm 1770. Tàu của Cúc húp phải bãi San Hô ngầm nhưng không đắm chỉ vì tảng San Hô bị vỡ đã bịt kín ngay lỗ thủng ở vỏ tàu. Tôi rất mong được xem bãi San Hô chạy dài suốt 350 dặm ở chân trời sóng biển xô vào bức tường đá đó, tung bọt trắng xóa và gây nên những tiếng động ầm ầm. Nhưng lúc đó tàu nao ti lúa lặn xuống sâu nên tôi không được thấy những bức tường san hô ở gần. Tôi đành bằng lòng với việc nghiên cứu các loại cá mắc lưới. Hai ngày sau khi vượt qua biển san hô, ngày mùng 4 tháng riêng, chúng tôi nhìn thấy bờ biển Papua. Nhân dịp này, thuyền trưởng Nemo báo cáo cho tôi biết ý định cho tàu chạy sang Ấn Độ Dương qua eo biển Torres. Ông ta chỉ nói có vậy. Nét lên hài lòng khi thấy rằng đi đường ấy thì chúng tôi sẽ tới gần bờ biển châu Oyo hơn. Torres là một eo biển nguy hiểm cho tàu bè chẳng phải chỉ vì nhiều đá ngầm, mà còn vì hai bờ hay xuất hiện những thổ dân hung dữ. Eo này tách châu đại dương ra khỏi một hòn đảo lớn là Tân Guinea hay Papua. Đảo Papua dài 400 dặm, rộng 130 dặm, diện tích là 40.000 dặm địa lý. Đến giữa trưa, khi viên thuyền phó xác định độ cao của mặt trời tôi không thấy rõ dãy núi áp phần xếp thành bậc và có nhiều đỉnh nhọn hoắt. Thế là tàu Nautilus đã tới cửa một cây eo nguy hiểm nhất trái đất mà những người đi biển gan dạ nhất cũng không dám vào. Eo biển này do Lui Torres phát hiện ra trên đường từ những biển miền Nam về Malanedi. Cũng ở eo này, năm 1840 mấy chiếc tàu chiến của Duy Mông Đức Vin bị mắc cạn suýt nữa thì đắm. Ngay tàu lúa vốn coi thường những hiểm nguy ngoài biển cả cũng phải thận trọng trước bãi san hô ngầm này. El Torres dài khoảng 34 dặm, nhưng vô số đảo lớn nhỏ và mỏm đá cho tàu thuyền hầu như không qua lại được. Tính trước những khó khăn đó, thuyền trưởng Nemo đã đề ra những biện pháp đề phòng rất chu đáo. Ông ta cho tàu chạy ngang mặt nước ở tốc độ chậm, lợi dụng thời cơ, tôi, công xây và nét len trèo lên bong tàu lúc nào cũng vắng ngắt. Chúng tôi đứng sau buồng lái và nếu tôi không lầm thì chính Nemo đích thân lái tàu trước mắt tôi là tấm bản đồ vịnh Torres vẽ rất tốt. Tôi hết sức chăm chú nghiên cứu bản đồ đó. Xung quanh chúng tôi là biển đang gào thét giận dữ, luồng nước biển cuồn cuộn từ đông nam sang tây bắc với tốc độ 2 hải lý rưỡi xô ầm ầm vào các mỏm san hô nổi lên giữa những đợt sóng tung bọt trắng xóa. "Biển tồi tệ nhất," Nét nói, "hết sức tồi tệ, tôi trả lời và hoàn toàn không thích hợp với loại tàu như tàu Nautilus." Nét nói tiếp, "chắc cái ông Nemo đáng nguyền rủa này thạo đường lắm." Nếu không thì tàu của ông ta đã hút vào những mỏm san hô mà tan ra từng mảnh rồi. Tình hình quả là nguy hiểm, nhưng tàu lúa tựa như có phép tiên, truyền qua những bãi san hô tệ hại đó một cách dễ dàng. Nemo không theo đường đi của tàu Astrolab và Zele đã làm đi mông Đước Vin thất bại. Ông ta cho tàu ngược lên phía Bắc, rẽ xuống Tây Nam rồi lại quay lên Tây Bắc, lượn quanh vô số đảo lớn nhỏ ít được nghiên cứu. Tôi tự hỏi, chẳng lẽ Nemo lại liều lĩnh cho tàu vào một cây lệch, mà cả hai chiếc tàu của Duy mông nước Vin đã bị mắc cạn. Ngược kép nhưng lúc đó, tàu Nao Ti Lúa lại đổi hướng lần nữa và chạy thẳng về hướng Tây nhằm phía đảo Gebozoa. Lúc đó là 3 giờ chiều, nước chiều dâng lên tới đỉnh cao nhất, tàu Nao Ti Lúa chạy dọc bờ biển Gebozoa, cho đến nay vẫn in bóng cây Pandanus xanh dờn trong tâm trí tôi. Chúng tôi cách bờ ít nhất hai hải lý bỗng tàu bị xô mạnh hất tôi ngã xuống nó đã vấp phải một dải đá ngầm nghiêng đi và dừng lại tôi đứng dậy và thấy thuyền trưởng cùng thuyền phó đứng trên boong họ đang nghiên cứu tình hình và trao đổi với nhau những câu nói nhát gừng bằng thứ tiếng không ai hiểu nổi tình hình như thế này cách tàu hai hải lý là đảo Geboza chạy dài từ bắc sang tây như một cánh tay khổng lồ ở phía đông nam nước chiều xuống đã làm nhô lên những mỏm san hô chúng tôi bị mắc cạn đúng vào chỗ nước chiều lên xuống, không đáng kể. Đó là điều rất bất lợi cho tàu nao ti lúa. Tuy vậy, tàu không hư hại gì vì khi bị va chạm vỏ tàu rất vững chắc. Nhưng nếu vỏ tàu không bị do thùng, thì tàu cũng có nguy cơ bị trói chặt vĩnh viễn vào giải đá ngầm này. Thế là chiếc tàu ngầm của thuyền trưởng Nemo hết đời. Nemo cắt ngang những suy nghĩ của tôi. Ông ta bao giờ cũng bình tĩnh, tự chủ trên mặt ông ta chẳng hề có nét gì là hoang mang, giận dữ. thưa thuyền trưởng, đây là một tai nạn rủi ro. tôi hỏi, không, chỉ là một trở ngại ngẫu nhiên thôi. tôi phản đối, một trở ngại có thể buộc ngài phải trở về mặt đất, nơi ngài đang trốn tránh. neymar nhìn tôi một cách bí ẩn và lắc đầu. cử chỉ ấy nói kha rõ là chẳng có cái gì có thể bắt ông ta lại đặt chân lên đất liền được. ông ta nói, thưa ngài aronac, tàu nao ti lúa không chết được đâu nó sẽ còn giới thiệu với ngài nhiều kỳ quan của biển cả cuộc hành trình của chúng ta chỉ mới bắt đầu và tôi hoàn toàn không muốn chấm dứt quan hệ với ngài sớm như vậy nhưng thưa thuyền trưởng tôi tỏ vẻ không hiểu ý của câu nói châm biếm đó chúng ta bị mắc cạn khi chiều lên nói chung ở thái bình dương chiều dâng rất yếu nếu ngài không giảm bớt trọng lượng thưa của tàu đi thì tôi không hiểu tàu sẽ ra khỏi nơi này bằng cách nào thưa giáo sư ngài nói đúng ở thái bình dương nước chiều lên không đáng kể nhưng ở el torex này khoảng tranh lệch của nước chiều lên xuống là một mét rưỡi hôm nay là mùng bốn tháng riêng năm ngày nữa thì trăng tròn tôi sẽ hết sức ngạc nhiên nếu mặt trăng người bạn đường trung thủy của hành tinh chúng ta không nâng nước biển lên tới mức tôi cần chỉ có mặt trăng mới có thể giúp được tôi trong việc này nói đoạn thuyền trưởng nemo và viên thuyền phó đi xuống còn con tàu thì đứng tại chỗ không nhúc nhích dường như đã bị san hô gắn chặt lại. Thế nào, giáo sư, lên hỏi tôi khi Nemo vừa đi khỏi, ông bạn nét ơi, chúng ta sẽ chờ con nước lên vào ngày 9 tháng riêng chứ. Mặt trăng sẽ giúp ta thoát khỏi nơi này đây, chỉ cần thế thôi ư, chỉ cần thế thôi ông Nemo đành chịu bó tay mà trông chờ vào mặt trăng thôi ư. Sao ông không sử dụng Neo và các máy móc, chỉ cần nước chiều lên là đủ, công xây chất phác trả lời, nét nhìn công xây và nhún vai máu thủy thủ trong người anh ta bốc lên thưa giáo sư nét nói tiếp xin ngài hãy nhớ lời tôi không bao giờ chiếc tàu này có thể chạy trên hoặc dưới mặt nước được nữa nó chỉ còn giá trị là một đống sắt vụn tôi nghĩ đã đến lúc phải cắt đứt quan hệ với ông nemo rồi ông bạn nét ơi tôi trả lời về chuyện tàu nao ti lúa thì ý kiến tôi lại khác bốn ngày nữa chúng ta sẽ được dịp thử thách sức mạnh của nước triều thái bình dương lời khuyên của ông chỉ hợp thời nếu chúng ta ở đâu đó gần bờ biển Anh hay Provence, còn ở bờ biển Papua này thì chẳng được đâu. Chỉ có thể nghe theo anh trong trường hợp tàu nao ti lúa không thoát được ra khỏi chỗ cạn này. Tôi vẫn cho hành động như vậy là hết sức liều lĩnh. Có thể ngó lên đảo một chút không nhỉ? Nét nói, trên đảo có cây cối, dưới bóng cây rất sẵn muông thú mà ta có thể chế biến các món thơm ngon. Chào ôi, bây giờ có miếng thịt mà chén nhỉ? Lần này thì anh nét đúng công xây nói tôi hoàn toàn tán thành anh nét giáo sư có thể đề nghị thuyền trưởng cho chúng tôi lên đảo một lát được không nếu không thì chúng ta sẽ mất hết thói quen đi trên mặt đất tôi trả lời đề nghị thì tôi làm được nhưng chắc ông ta sẽ từ chối nhưng nếu giáo sư cứ mạnh dạn đề nghị thì ít nhất ta cũng biết được nemo tốt đến mức nào công xây nói tôi rất ngạc nhiên khi thấy thuyền trưởng nemo đồng ý và tế nhị đến mức không đòi hỏi chúng tôi phải hứa quay về tàu và lặn, chạy trốn qua Tân Guinea vô cùng nguy hiểm, tôi chẳng khuyên nét liều mạc làm gì. Thà làm tù binh trên tàu Nao Ti Lúa còn hơn là rơi vào tay thổ dân Papua hung dữ. Tôi không hỏi Nemo có cùng đi với chúng tôi không, tôi tin chắc rằng không ai trong đội thủy thù sẽ đi kèm chúng tôi trong chuyến dạo chơi này. Nét sẽ phải đích thân điều khiển xuồng thôi, tàu cách bờ không quá hai hải lý, nét có thể lái chiếc xuồng mỏng manh len lỏi giữa bãi đá ngầm đã gây bao tai họa cho những tàu lớn. Hôm sau, mùng 5 tháng riêng, chiếc xuồng được đưa thẳng từ bong tàu xuống nước. Hai người có thể làm việc một cách dễ dàng. Chúng tôi mang theo súng và diều, đến 8 giờ thì rời khỏi tàu Nao Ti Lúa. Biển lặng, gió thổi nhẹ từ bờ ra, công xây và tôi ra sức trèo, nét lái thuyền len lỏi qua những lạch nước hẹp, nét không giấu được sự phấn khởi. Anh ta cảm thấy mình như một người tù được phóng thích và chẳng hề nghĩ đến chuyện phải quay về, nhà tù anh ta nhắc đi nhắc lại thịt chúng ta sẽ ăn thịt thịt rất ngon thịt ra thịt quả là có thiếu bánh mì tôi không bảo cá là dở nhưng ăn cá mãi không chịu nổi nếu có miếng thịt tươi đem nướng trên than hồng thì thực đơn hàng ngày của ta cũng phong phú hơn sành ăn nhỉ công xây nhận xét mới nói thế mà tôi đã nhỏ rãi ra rồi cần tìm hiểu xem ở khu rừng này có nhiều muông thú không tôi nói và chúng có vồ người đi săn không vồ cũng được ngài aronak ạ Nét trả lời và nhe những chiếc răng sắc như lưỡi diều ra. Tôi sẵn sàng chén hết một con hồ nếu không tìm ra được một loài thú bốn chân nào khác trên đảo này. Ông bạn nét làm chúng ta phát sợ, công xây nói, bất kỳ một con vật nào xuất hiện, có lông hay không có lông, bốn chân hay hai chân, tôi cũng sẽ chào mừng bằng một viên đạn. Ông nét bắt đầu làm loạn rồi đấy, tôi nói, đừng sợ, ngài Aronac ạ, nét trả lời, trèo mạnh lên không đầy nửa tiếng nữa tôi sẽ thết các vị các món ăn do chính tay tôi làm. Đến 8 giờ rưỡi, sau khi tránh được vòng đai đá ngầm, xuồng vào tới bờ. chương 21, mấy ngày trên đảo, tôi đặt chân lên đảo mà lòng không khỏi bồi hồi, nét dẫm thử chân lên mặt đất, hình như còn muốn xem đất có vững chắc không. Đấy là chúng tôi mới làm, hành khách của tàu Nao Ti Lúa, theo lời thuyền trưởng Nemo, đúng hơn là làm tù của Nemo có hai tháng. Mấy phút sau, chúng tôi đã đi vào cách bờ biển một quãng bằng tầm súng bắn. Đất ở đây gần như hoàn toàn bằng đá vôi san hô. Một dải rừng tuyệt đẹp che khuất chân trời. Những cây cối khổng lồ cao hơn 60 mét, có dây leo chẳng chịt với nhau và đung đưa trước gió, tạo nên những chiếc võng thiên nhiên. Thảo vật ở đây rất phong phú, nhưng chúng không làm cho nét mê. Anh ta thích những cái thực tế hơn, nét chú ý tới cây dừa, chọc mấy quả rụng xuống rồi bổ ra chúng tôi uống nước dừa, chén cùi dừa và thấy thú vị hơn các món ăn trên tàu nao ti lúa nhiều. Tuyệt quá, nét reo lên, ngon tuyệt, công xây tán thành, tôi nghĩ ông Nemo của ngài sẽ không cấm chúng ta mang một ít dừa xuống tàu. Nét hỏi, tôi cho rằng Nemo sẽ không cấm, tôi trả lời, nhưng bản thân ông ta sẽ không đụng đến, thế thì ông ta thiệt, công xây nói, càng tốt cho ta, ta càng được chén nhiều, nét cãi lại, ông nét ạ, à, chỉ xin ông một điều. Tôi bảo nét khi thấy anh ta định chọc dừa ở cây thứ hai. Dừa là một thứ quả ngon, nhưng trước khi chất xuống thuyền, có lẽ ta nên xem trên đảo có thứ gì ích lợi hơn không? Rau tươi có lẽ cần cho kho thực phẩm trên tàu hơn. Giáo sư nói rất xác đáng, công xây tán thành, tôi đề nghị dành chỗ cho ba loại thực phẩm, một chỗ chứa trái cây, một chỗ chứa rau tươi, còn chỗ thứ ba để chứa các muông thú săn được, mà hình như ở đây không có thì phải anh công xây ơi chớ nên tuyệt vọng nét trả lời tóm lại ta cần đi tiếp tôi nói nhưng phải cảnh giác đấy đảo này chắc không ai ở nhưng dù sao vẫn có thể gặp những người đi săn không phải chỉ ham săn thú như chúng ta nét bỗng nhe răng và gầm lên sao thế anh nét công xây vội hỏi thú thật là tôi bắt đầu hiểu cái thú ăn thịt người anh nét anh nét anh nói gì vậy công xây kêu lên té ra anh là kẻ ăn thịt người à sống trong một phòng với anh thật không an toàn chút nào cả có khi ngủ gậy đã thấy mình bị chén nửa người rồi cũng nên anh bạn công xây ơi tôi yêu quý bạn nhưng không cần thiết lắm thì cũng không chén thịt bạn đâu tôi nghi ngờ điều đó lắm công xây trả lời thôi chúng ta nên đi săn là hơn phải hạ ngay một con thú để thích anh chàng ăn thịt người này nếu không một buổi sớm nào đó giáo sư chỉ còn thấy xương của tôi thôi Chúng tôi vừa bông đùa như vậy vừa tiến sâu vào rừng cây rậm rạp, và trong khoảng 2 tiếng đồng hồ đã đi từ đầu đến cuối rừng. Chúng tôi gặp may trong việc tìm kiếm thức ăn. Chúng tôi gặp một trong những loại cây có ích nhất của vùng nhiệt đới đã cung cấp cho tàu nao ti lúa một thứ thực phẩm đang thiếu. Đó là cây mì, mọc rất nhiều trên đảo Geboja, đặc biệt quý là loại quả mì không hạt mà người Malaysia gọi là rima. Cây mì khác các loại cây khác ở chỗ có thân rất thẳng và nhẵn cao tới 12 mét. Tán cây tròn vành vạnh, lá to xếp thành nhiều tầng. Giữa đám lá xôm xê là những quả tròn nặng trĩu, đường kính tới 10 cm, vỏ xù xì. Si. Thiên nhiên đã tặng cho những nước không có lúa mì loại cây có ích này. Nó không cần phải chăm sóc nhiều và ra quả suốt 8 tháng trong năm. Netlen rất quen thuộc loại quả này. Anh đã được ăn nhiều lần trong những chuyến đi biển và biết chế biến thành thức ăn rất ngon bổ. Nhìn thấy trái mì, anh đã ứa nước miếng nét nói thưa giáo sư nếu không được nếm thứ quả này thì tôi chết mất thì ông cứ nếm đi ông bạn nét cứ nếm thoải mái chúng ta lên đảo này là để nếm mỗi thứ một ít mà ông bắt đầu đi nét nhóm bếp chỉ mấy phút sau cây khô đã nổ lép bếp trong khi đó công xây và tôi lựa những quả mì chín nhất loại quả này không có hạt công xây mang về hơn một chục quả nét sắt ra từng khoanh dày rồi đặt lên than hồng anh ta nói rồi ngài sẽ thấy loại bánh mì này ngon đến mức nào nhất là đã lâu không được thấy bánh mì công xây nói đây không phải là bánh mì thường nét nói thêm mà là bánh gato vừa cho vào miệng là tan ra ngay thế giáo sư chưa được nếm bao giờ ạ à? chưa ông nét à thế thì xin ngài nếm cho rất bổ rất ngon nếu ngài không đòi hỏi suất nữa thì tôi không phải là thằng nét vua săn cá voi nữa mấy phút sau vỏ ngoài đã chín vàng bên trong là ruột trắng, giống hệt ruột bánh mì. Tôi ăn hết sức ngon miệng. Tôi nói, đáng tiếc là khó bảo quản thứ quả này được lâu, nên theo tôi, có mang lên tàu cũng uổng công. Xin ngài, nét lên phản đối, ngài lý luận như một nhà sinh vật học, còn tôi thì lại hành động như một anh thợ bánh mì. Này công xây anh hãy lấy thật nhiều cho tôi, ta sẽ mang về tàu. Thế ông định bảo quản nó thế nào, tôi sẽ biến nó thành bột chua khi cần tôi sẽ nướng thành bánh ở bếp dưới tàu mặc dù bánh sẽ có vị hơi chua nhưng vẫn rất ngon ông nét ập à, nếu thế thì bánh mì của ông ngon quá rồi chẳng mong gì hơn nữa thưa giáo sư tuy vậy vẫn thiếu rau và quả thế thì ta đi tìm xem có không hái xong quả mì chúng tôi tiếp tục đi bổ sung thực đơn của bữa trưa việc tìm kiếm của chúng tôi không đến nỗi uổng công tới gần giữa trưa chúng tôi đã tìm được một xô chuối và dứa rất to Tuy việc hái quả này là mất nhiều thì giờ, chúng tôi cũng không tiếc. Công xây bám sát nét, nét đi đầu và lựa chọn rất khéo những trái cây ngon nhất để dự trữ. Ông bạn nét ơi, bây giờ chắc ông thỏa mãn rồi chứ? Công xây hỏi, hừm, nét ẩm ừ, sao, ông vẫn chưa hài lòng à? Tất cả những thứ rau cỏ này không thể thay thế bữa trưa được. Đó chỉ là cây thêm thắt, cây tráng miệng sau bữa ăn thôi. Còn súp đông, thịt rán đông, Tôi nói, ông nét hứa thiết ta món sườn rán, nhưng rõ ràng đó là chuyện hoang đường trăm phần trăm. Nét trả lời, thưa giáo sư, cuộc đi săn chưa kết thúc mà còn tiếp tục. Xin ngài dáng chờ chút nữa, thế nào chúng ta cũng gặp một con chim hay một con thú nào đó, nếu không ở chỗ này thì ở chỗ khác, nếu không hôm nay thì ngày mai, công xây nói thêm, nhưng cũng không nên đi quá xa bờ. Tôi đề nghị quay về tàu, sao, đã quay về rồi à? nét la lên chúng ta phải có mặt ở tàu trước đêm nay tôi nói thế mấy giờ rồi nét hỏi ít nhất là 2 giờ công xây trả lời thời gian trên mặt đất sao trôi quá nhanh thế nét thở dài lên đường thôi công xây nói chúng tôi quay về bằng đường rừng cả ba người đều thù quá nọc 5 giờ chiều sau khi chất xuống thuyền tất cả những của quý chúng tôi rời đảo và nửa tiếng sau thì tới tàu Nautilus, ti lúa chẳng ai ra đón chúng tôi khối thép đồ sộ hình trụ ấy dường như trống rỗng. Tôi chút bỏ gánh nặng rồi về phòng riêng, ở đó đã bày sẵn bữa tối. N, N xong, tôi đi ngủ, hôm sau, mùng 6 tháng riêng, trên tàu không có gì thay đổi. Chẳng có một tiếng động, một dấu hiệu gì của sự sống. Chiếc xuồng bập bình cạnh tàu, chúng tôi quyết định lại lên đảo Gebozoa. lên hy vọng lần này đi săn sẽ kết quả hơn lần trước và muốn cầu may ở mé rừng bên kia. Chúng tôi lên đường lúc dạng đông gặp nước chiều dâng thuyền chẳng bao lâu đã tới bờ chúng tôi lên đảo và nghĩ rằng tốt nhất là nên tin vào bản năng của nét và theo sát anh ta thế mà chúng tôi cũng mấy lần suýt mất hút anh bạn chân dài nét dẫn chúng tôi vào tít phía tây hòn đảo chúng tôi lội mấy bước rồi lên một khoảng đất bằng xung quanh là rừng rất đẹp dọc những con suối nhỏ có nhiều chim bói cá nhưng thấy chúng tôi tới gần chúng vội bay đi chắc những chú chim này đã nhiều lần gặp người nên đã có kinh nghiệm cần thiết. Vì vậy, anh kết luận rằng nếu đảo này không có người ở thì vẫn có người từ nơi khác lui tới. Sau khi đi qua những đồng cỏ phì nhiêu, chúng tôi tới cửa một khu rừng non, từ đó vang ra tiếng chim hót và tiếng cánh vỗ rào rào. Ở đây chỉ có chim thôi, công xây nói, nhưng có cả chim ăn thịt được, nét trả lời, anh bạn nét ơi, khó lòng lắm, tôi chỉ thấy có giống vẹt thôi anh bạn công xây ơi nét nghiêm trang trả lời một khi không có gì chén thì vẹt cũng có giá trị như gà lôi tôi nói tôi nghĩ nếu biết nấu nương khéo thì vẹt cũng chén rất tốt thực vậy trong đám lá rậm gì có cả một thế giới vẹt sẵn sàng cất lên tiếng nói của người nếu có ai dày chúng truyền từ cành này sang cành khác và líu lo với các chú vẹt con đủ màu sắc qua một khu rừng thưa chúng tôi ra một quãng trống đôi chỗ có bụi rậm ở đây tôi được thấy những con chim rất đẹp lông dài, có thể bay ngược gió. Chúng bay phóng khoáng, vẽ nên những đường vòng lượn duyên dáng trong không trung, nòm thật vui mắt. Tôi nhận ngay ra chúng, chim thiên đường, tôi reo lên, ông nét, tôi trông mong vào sự khéo léo của ông và hy vọng ông sẽ bắt được ít nhất một con thuộc loại quý nhất của vùng nhiệt đới này. Thưa giáo sư, tôi sẽ cố, mặc dù tôi bắn không giỏi lắm. Người Malaysia thường bán chim thiên đường cho Trung Quốc họ bẫy chim bằng nhiều cách mà chúng tôi không áp dụng được. Khi thì họ đặt thòng lọng trên ngọn cây, nơi chim hay làm tổ, khi thì họ phết nhựa dính lên cành. Đôi khi họ rắc thuốc độc xuống các nguồn nước mà chim hay tới uống. Còn chúng tôi thì đành phải bắn khi chúng đang bay, mà bắn kiểu ấy thì rất khó chúng. Quả thực, chúng tôi đã lãng phí một số lớn đạn. Tới gần 11 giờ trưa, chúng tôi đi ngang qua dãy đổi thứ nhất ở trung tâm đảo và không hạ được con chim nào chúng tôi đã thấy đói bụng cánh đi săn chúng tôi hy vọng sẽ được săn nhiều nhưng đã tính lầm nhưng kia công xây hạ luôn được hai con chim bằng hai phát súng điều làm chính công xây cũng hết sức ngạc nhiên chúng tôi vội vặt lông và chất củi nướng trong khi đó nét nướng quả mì thịt chim rất ngon chúng tôi ăn chỉ còn lại ít xương thế nào ông nét bây giờ ông còn thèm gì nữa không tôi hỏi còn thèm thịt thú bốn chân nữa giống chim câu này chỉ để ăn qua loa cho nhờn mép tí thôi. Chưa hạ được một con bốn chân để làm món sườn nướng thì tôi chưa yên tâm. Có khó gì đâu, chúng ta sẽ tiếp tục săn. Công xây nói, nhưng nên quay ra phía rừng gần bờ biển thì hơn. Công xây nói đúng nên chúng tôi nghe theo anh ta. Một giờ sau, chúng tôi tới một rừng cây sago gô rậm rạp. Những con rắn có lẽ không độc trường dưới chân chúng tôi. Những con chim thiên đường cứ thấy chúng tôi là bay mất. Tôi đã hy vọng bắt một con mang về thì công xây đang đi trước bỗng cúi người xuống rồi phấn khởi reo lên. Anh ta quay lại tay sách một con chim thiên đường. Hoàn hô công xây, tôi nói, giáo sư quá khen, công xây trả lời, anh bạn thật là tài ba. Tay không mà bắt được chim, nếu giáo sư nhìn kỹ hơn một chút thì sẽ thấy công lao của tôi không lớn lắm. Vì sao, công xây, vì con chim bị say, bị say à, thưa giáo sư vâng nó ăn quá nhiều quả hồ đào nên say và bị bắt sống anh bạn nét ơi hãy xem đây sự thái quá đưa đến hậu quả tai hại thế này đây trong khi đó tôi nghiên cứu con chim lạ công xây không lầm con chim đã say vì ăn quả bồ đào và không bay được nữa khó khăn lắm nó mới cử động được đôi chân nhưng tôi chẳng lo lắng gì về điều đó để nó tỉnh lại dần con chim vừa bắt được thuộc loài đẹp nhất trong số 8 loài chim thiên đường sống trên đảo Tân Guinea và các đảo lân cận. Nó dài 30cm, đầu tương đối nhỏ, hai mắt ở gần mỏ. Lông chim rất đẹp và có màu sắc hài hòa, mỏ vàng, chân và móng màu nâu thẫm, cánh màu nâu nhạt, cổ màu ngọc bích, bụng và ngực màu hạt rẻ thẫm. Tóm lại, đó là giống chim thần kỳ mà tổ dân gọi bằng cái tên rất nên thơ, chim mặt trời tôi mong ước mang về paris một mẫu chim này để tặng vườn bách thảo đây là một con chim hiếm à? nét hỏi là thợ săn anh ta không đánh giá chim mum cao lắm về mặt thẩm mỹ hết sức hiếm ông bạn ạ à, và chủ yếu là rất khó bắt sống nó ngay đến lông chim đã chết cũng có giá trị cao vì vậy thổ dân thường làm tiêu bản giả như người ta làm ngọc trai và kim cương giả sao công xây ngạc nhiên người ta làm giả cả tiêu bản chim thiên đường nữa ư Đúng, giáo sư có biết họ làm thế nào không? Có chứ, khi gió đông thổi thì bộ lông đuôi đẹp của chim dụng đi. Người ta đi nhặt những lông đó rồi gắn hoặc khâu nó vào đuôi một chú vẹt nào đó đã bị vặt trụi lông. Cuối cùng, họ dùng sơn quét kín đường khâu, lào bóng rồi chở những tác phẩm độc đáo của họ sang bán cho các viện bảo tàng châu Oyo hay cho những người siêu tầm của lạ. Ned Len nói, nếu chim có giả thì lông nó cũng thật, tôi chẳng thấy vấn đề gì lớn lắm vì người ta có mua chim về để quay đông. Nhưng nếu mong ước có một con chim thiên đường đã được thực hiện thì nguyện vọng của anh chàng nét vẫn chưa được thỏa mãn. Tuy vậy, lúc gần 2 giờ, nét gặp may, bắn được chú lợn rừng tuyệt vời. Thế là chúng tôi có thịt thú bốn chân thực sự rồi. Nét rất kiêu hãnh về thành tích này, còn lợn trúng đạn bị gục ngay, nét làm lông và mổ rồi chặt xương để nướng ăn bữa tối sau đó cuộc đi săn tiếp tục và một lát sau lại ghi, chiến công, của nét và công dây. Hai anh chàng sục xạo các bụi rậm là một bầy đải thử nhảy vọt ra. Nhưng chúng có chạy nhanh đến đâu cũng bị những viên đạn có điện bắn chúng. Thưa giáo sư, nét nói oang oang trong cơn hăng, món này mà ninh nhừ thì ngon tuyệt. Tàu nao ti lúa sẽ có biết bao thực phẩm dự trữ. Hai, ba, năm con đã bị hạ. Giáo sư thử nghĩ xem, chỉ có chúng ta được chén số thịt này còn cái quần ngu đần trên tàu thì đừng hòng động tới một miếng nhỏ. Tôi nghĩ bụng, trong lúc phấn khởi, nét có thể sẽ diệt cả bầy đại thử nếu không mài tán chuyên. Hơn một chục con đại thử bị hạ thuộc loại nhỏ, thường sống ở hốc cây và lần trốn rất nhanh. Tuy nhỏ nhưng thịt chúng rất ngon, chúng tôi hết sức hài lòng về kết quả cuộc đi săn. Anh chàng nét đề nghị hôm sau trở lại hòn đảo tuyệt vời này và đi bắn tất cả những thú bốn chân ăn thịt được nhưng anh ta thường không tính đến những tình huống bất ngờ gần sáu giờ tối chúng tôi về tới gần bờ biển chiếc thuyền vẫn ở chỗ cũ cách bờ hai hải lý tàu nao ti lúa vẫn nổi lên như một dải đá ngầm giữa những làn sóng biển nét len tranh thủ thời gian chuẩn bị bữa ăn anh ta quả là một tay nấu ăn có tài tôi thấy hình như mình cũng lây phải bệnh của nét tôi cũng phấn chấn lên vì một miếng thịt nướng xin bạn đọc tha thứ cho tôi cũng như tôi đã tha thứ cho nét về cái nhược điểm ấy bữa ăn rất thịnh soạn, món chim bồ câu, bột sago, trái mì, độ sáu quả dứa và nước dừa càng làm chúng tôi sướng mê người. Nếu hôm nay chúng ta không trở về tàu nao ti lúa thì sao nhỉ? Công xây hỏi, nếu chúng ta không bao giờ trở về tàu nữa thì sao nhỉ? Nét nói thêm, lúc đó một hòn đá bỗng rơi ngay gần chỗ chúng tôi ngồi, và câu hỏi của Nét chẳng có ai trả lời. mươi 22, tiếng sét của thuyền trưởng Nemo, chúng tôi quay đầu nhìn về phía rừng tôi sửng sốt chẳng kịp đưa thìa lên miệng nét len đang kết thúc công việc đá không phải từ trên trời rơi xuống công xây nói trừ thiên thạch hòn đá thứ hai tròn chặn làm chiếc thìa trong tay công xây rơi xuống càng thêm trọng lượng cho nhận xét của anh ta chúng tôi bật dậy và đưa súng lên vai để chuẩn bị đẩy lùi cuộc tấn công có lẽ đá do khỉ ném nét nói hình như vậy công xây trả lời nhưng ngay sau đó anh ta hét lên thổ dân về xuồng mong Tôi hô, chúng tôi chạy như bay về phía bờ biển. Hành động của chúng tôi thật kịp thời. Phía bên phải, cách chúng tôi chừng 100 mét, ở cửa khu rừng nhỏ xuất hiện chừng hai chục thổ dân trang bị cung tên. Chúng tôi còn cách bờ độ hai chục mét, toán thổ dân đi từ từ nhưng rõ ràng có thái độ thù địch. Vì vậy đá và tên tới tấp bay đến, mặc dù đang bị đe dọa nghiêm trọng, nét vẫn không quên chỗ thực phẩm vừa kiếm được. Anh ta kẹp thịt lợn vào nách, còn tay thì sách con đại thư. Hai phút sau, chúng tôi tới bờ, cho thực phẩm và vũ khí xuống thuyền, đẩy thuyền ra khỏi bờ và cầm lấy mũi trèo chỉ mất một phút đồng hồ. Xuồng ra cách bờ chưa tới 400 mét thì có đến hơn 100 thổ dân lội xuống nước đến ngực, vừa đuổi theo vừa kêu lên một cách man dợ và hơ tay đe dọa. Tôi không rời mắt khỏi tàu nao ti lúa và hy vọng tiếng la hét của thổ dân sẽ khiến thủy thủ trên tàu chú ý, nhưng không. Trên bom chiếc tàu ngầm đổ sộ vẫn vắng lặng như tờ. Độ 20 phút sau, chúng tôi bước lên bom tàu. Nắp tàu để ngỏ, chúng tôi buộc chắc thuyền rồi đi vào trong tàu. Từ phòng khách vọng ra tiếng đại phong cầm. Tôi vào, thuyền trưởng Nemo đang cúi xuống các phím đàn và thả hồn trong thế giới âm thanh. Thuyền trưởng, tôi gọi, Nemo không nghe thấy gì. Thuyền trưởng, tôi chạm tay vào vai ông ta. Nemo giật mình quay lại. Giáo sư đấy ư, ừ, đi săn có được nhiều không? thưa thuyền trưởng được rất nhiều nhưng chẳng may chúng tôi lại dẫn theo cả một bầy hai chân cái gì hai chân bọn man dợ man dợ à nemo nhắc lại bằng một giọng hài hước giáo sư ngạc nhiên khi đặt chân lên một nơi nào đó trên trái đất ngài lại gặp những người man dợ à người man dợ thì ở đâu chẳng có những người ngài gọi là man dợ kém những người khác ở chỗ nào nhưng thưa thuyền trưởng riêng tôi thưa giáo sư tôi gặp bọn man dợ ở khắp nơi nhưng nếu thuyền trưởng không muốn thấy họ trên tàu nao ti lúa này thì có cần áp dụng những biện pháp phòng ngừa không? Giáo sư chớ lo, chẳng có gì phải phòng ngừa họ cả. Nhưng chúng rất đông, thế ngài đếm được bao nhiêu? Ít nhất là một trăm, thưa ngài Aronac, tay Nemo vẫn không rời khỏi phím đàn. Cứ cho tất cả dân ở New Guinea này tập trung ở bờ, tàu nao ti lúa cũng chẳng sợ gì. Những ngón tay của Nemo lướt trên phím đàn, tôi nhận thấy ông ta chỉ bấm xuống những phím đen. Vì vậy, các giai điệu có màu sắc hoàn toàn Scotland. Nemo quên hẳn sự có mặt của tôi mà thả hồn vào cõi mộng. Tôi chẳng muốn quấy rầy ông ta nữa. Tôi lên bong, đêm đã đến, ở độ vĩ này mặt trời thường lặn đột ngột và không có hoàng hôn. Đảo Ghebozoa đã nhòa đi trong sương mù phía xa, nhưng những đống lửa còn cháy trên bờ chứng tỏ thổ dân chưa muốn giải tán. Tôi đứng một mình trên bong mấy tiếng liền khi thì nhớ lại chuyện chạm chán với thổ dân nhưng không còn hoảng sợ nữa vì sự vững tin của thuyền trường đã truyền sang tôi khi thì ngắm cảnh huy hoàng của đêm nhiệt đới tôi nhớ nước pháp và dõi theo chòm sao hoàng đạo mấy giờ nữa sẽ lấp lánh trên bầu trời tổ quốc tôi trăng mọc tôi nghĩ vệ tinh trung thành và duyên dáng của hành tinh chúng ta hăm bốn tiếng đồng hồ nữa sẽ quay lại vùng biển này để dâng nước lên và nâm thuyền ra khỏi bãi san hô này đến gần nửa đêm khi đã thấy rõ rằng trên những làn nước đen thẫm này cũng yên tĩnh như trong những khu rừng gần bờ, tôi xuống phòng riêng và ngủ một giấc ngon lành. Đêm trôi qua một cách êm ả, à, chắc thổ dân Papua hoảng sợ trước con quái vật đang nằm trên bãi san hô, nếu không, họ có thể dễ dàng lọt vào trong tầng. 9 giờ sáng mùng 8 tháng riêng tôi lên bong, sương mù tan dần, và một lúc sau đảo hiện ra, thoạt tiên là dải bờ biển, sau đó là những ngọn núi cao thổ dân vẫn tụ tập trên bờ. Họ đông hơn hôm trước có tới năm, sáu trăm người. Những người gan dạ hơn lợi dụng lúc chiều xuống, tiến cách chỗ tàu đỗ chừng gần bốn trăm mét. Tôi thấy rõ mặt họ, đó là những người Papua chính cống, thân hình lực lưỡng, chán rộng và thẳng đứng, mũi to nhưng không tẹt, răng trắng. Thật là một bộ lạc đẹp đẽ, bộ tóc quan hung đỏ rất trái ngược với nước da đen bóng. Giái tay sẻ đôi đeo những khuyên bằng xương sệ xuống. Nói chung họ không mặc quần áo. Tôi thấy mấy người đàn bà mặc váy đan bằng cỏ, che không kín đầu gối. Một số đàn ông đeo những chuỗi hạt trắng và đỏ ở cổ. Hầu hết đều trang bị cung tên và lá chắn, sau lưng đeo lưới đựng đầy đá tròn mà họ phóng đi rất trúng đích. Một thủ lĩnh của họ tiến đến khá gần tàu và chăm chú quan sát. Muốn bắn hắn ta thật chẳng khó gì, nhưng tôi cho rằng tốt hơn là nên đợi họ tấn công trước khi chạm trán với thổ dân thì nên tự vệ hơn là tấn công. Trong thời gian nước chiều xuống, thổ dân cứ luẩn quẩn ở quanh tàu nhưng không tỏ vẻ thù địch gì. Họ lặp đi lặp lại từ át sát, mà theo cử chỉ của họ, tôi hiểu rằng họ muốn mời tôi lên bờ, nhưng tôi từ chối. Đến 11 giờ trưa, khi chiều bắt đầu xâm lên làm các mỏm đá san hô chìm xuống thì đám thổ dân quay lên bờ. Chắc họ từ các đảo lân cận, đúng hơn là từ đảo Papua đến. Tuy vậy, chẳng thấy một chiếc thuyền độc mộc nào, để giết thời gian, tôi nảy ra một ý kiến nạo vét dưới đáy biển một chút, vì ở đây rất nhiều sò ốc và tàu. Qua là nước trong vắt, có thể nhìn thấu biển sâu. Và lại, hôm nay là ngày cuối cùng tàu Nao Ti Lúa ở vùng biển này, vì theo lời thuyền trưởng Nemo, ngày mai khi chiều lên, tàu Nao Ti Lúa sẽ quay ra khơi. Tôi gọi công xây mang đến cho tôi một cái gầu, còn những thổ dân kia thì sao, công xây hỏi. Thưa giáo sư, hình như họ cũng không đến nỗi dữ tợn lắm. Nhưng họ ăn thịt người anh bạn à? Chắc họ ăn thịt người, nhưng có thể vẫn lương thiện. Thôi được, công xây ạ, à? cứ tạm cho ý kiến anh là đúng. Giả sử họ chén thịt tù binh một cách lương thiện, nhưng tôi vẫn không muốn bị thịt nên phải cảnh giác. Rõ ràng là thuyền trưởng Nemo không chuẩn bị những biện pháp đề phòng. Suốt hai tiếng đồng hồ, chúng tôi nạo vét đáy biển nhưng chẳng vớt được cái gì đáng kể. Tuy vậy, Cuối cùng tôi bỗng vớ được một vật lạ của thiên nhiên, một vật hết sức hiếm. Đó là một vỏ ốc không xoắn từ phải sang trái như thường thấy, mà xoắn từ trái sang phải. Tôi và công xây đang mải ngắm cái vỏ ốc quý giá ấy và tôi đã nghĩ tới việc mang nó về viện bảo tàng Paris thì một hòn đá bỗng rơi trúng con ốc, làm nó vỡ nát trong tay công xây. Tôi hét lên, công xây vớ lấy khẩu súng của tôi, giơ lên ngắm vào người thổ dân đứng cách chỗ tôi chừng 10 mét. Tôi lao tới chỗ công xây nhưng anh ta đã bóp cò viên đạn có điện làm vỡ tan cái vòng đeo ở cổ tay người đó tôi kêu công xây công xây thưa giáo sư ngài không thấy nó no tấn công ta trước hay sao nhưng một con ốc không đáng để hại một người cha quân ăn hải công xây rít lên thà nó làm gãy vai mình đi còn hơn công xây nói thành thực nhưng tôi vẫn giữ vững ý kiến của mình trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà chúng tôi mải mê với cái vỏ ốc thì tình hình đã biến đổi độ hai chục chiếc thuyền độc mộc vây quanh tàu nao ti lúa. Thuyền độc mộc của thổ dân vùng này là những thân cây đẽo, dài và hẹp, đi rất nhanh và vững vàng. Trên thuyền là những người mình trần đóng khố, tôi không khỏi lo lắng khi thấy họ ngày càng lướt tới gần tàu. Chắc dân Papua đã quan hệ với người Oyo nên khá quen thuộc tàu thuyền của họ. Nhưng còn, điếu xì gà, bằng thép dài, hơi nhô lên mặt nước, không cột buồm, không ống khói này thì sao? nó chẳng hứa hẹn điều gì tốt lành cả. Vì vậy một thời gian họ không dám đến gần tàu, nhưng thấy tàu đứng yên họ mạnh bạo dần và chờ thời cơ để làm quen với chúng tôi. Súng của chúng tôi bắn không kêu nên họ không sợ như những loại súng nổ to. Những chiếc thuyền độc mộc đã tới sát tàu và tên bắt đầu rơi như mưa bên bong. Quả là chúng bắn như mưa rào. Công xây nói, chẳng biết tên có tầm thuốc độc không, phải báo cho thuyền trưởng Nemo biết mới được tôi vừa nói vừa bước vào trong tàu tôi đi thẳng vào phòng khách ở đó chẳng có ai tôi bèn gõ cửa phòng thuyền trưởng mời vào có tiếng trả lời phía sau cửa tôi bước vào thuyền trưởng đang bận tính toán trên giấy toàn những dấu ích và những công thức đại số phức tạp tôi đã làm phiên thuyền trưởng tôi hỏi một cách lịch sử thưa ngài đúng vậy nhưng chắc ngài có lý do gì đó quan trọng lắm hết sức quan trọng thuyền của tổ dân đã bao vây tàu và mấy phút nữa chắc chúng ta sẽ phải chống lại cuộc tấn công của họ. À, thuyền trưởng bình tĩnh nói, họ đến bằng thuyền độc mộc à? Vâng, được, cần đóng nắp tàu lại. Tất nhiên, tôi đến để báo ngài biết, không có gì đơn giản hơn, Nemo nói. Rồi Nemo bấm chuông điện ra lệnh cho thủy thủ, thưa giáo sư, thế là xong. Xuồng đã được đặt vào chỗ cũ, nắp tàu đã đóng tôi chắc ngài không sợ các vị đó chọc thùng vỏ tàu mà ngay đạn đại bác trên chiếc tàu chiến của ngài cũng không làm gì nổi thưa thuyền trưởng vấn đề không phải ở chỗ đó có một mối nguy khác mối nguy gì thưa ngài ngày mai cũng vào giờ này ta lại phải mở nắp tàu để bơm không khí vào các bể chứa đúng vậy tàu chúng ta thở theo kiểu cá voi lúc đó bọn Papua sẽ chiếm bom tàu ta làm thế nào để trừ được chúng giáo sư tin rằng họ sẽ trèo lên tàu Tôi tin vậy, được, cứ để họ vèo lên. Tôi thấy không có lý do gì cản trở họ. Dân Papua thật đáng thương. Tôi không muốn việc mình đến thăm đảo Gebozoa lại là một người nào của họ bị thiệt mạng. Nói chuyện xong, tôi muốn cáo từ, nhưng Nemo giữ tôi lại và mời tôi ngồi xuống bên cạnh. Ông ta hỏi han tôi về những chuyến đi săn trên đảo và hình như không thể hiểu nổi sự thèm ăn thịt của nét Sau đó câu chuyện chuyển sang đề tài khác, tùy Nemo không cởi mở hơn trước nhưng tôi thấy ông ta có vẻ đáng yêu hơn. Chúng tôi đề cập tới tình hình tàu nao ti lúa bị mắc cạn ở vùng biển, nơi tàu của Duy mông Đức Vin suýt bị đắm. Nemo nói, ông Đức Vin là một trong những người đi biển vĩ đại của nước ông và là một trong những nhà hàng hải thông thái nhất. Ông ta thật bất hạnh, ông ta đã chế ngự được băng giá nam cực, những bãi san hô ngầm của châu đại dương, nhưng lại chết một cách vô nghĩa trong một tai nạn xe lừa. Nếu như con người cương nghị ấy có thời gian suy nghĩ trong những phút cuối cùng của đời mình thì giáo sư thử hình dung xem ông ta sẽ đau đớn đến mức nào. Nói những lời đó, Nemo không giấu được xúc động, và sự xúc động đó khiến ông ta đáng tôn kính. Những việc ông Đức Vin làm trên mặt biển, Nemo nói tiếp, tôi đã làm lại dưới biển sâu, nhưng chính xác hơn và tốn ít công sức hơn. Tàu Astrolab và Zele trước kia luôn luôn phải chống chọi với bão biển không thể sánh được với tàu nao ti lúa một tòa nhà ngầm dưới nước một phòng nghiên cứu thật yên tĩnh nhưng thưa thuyền trưởng tôi nói giữa tàu của đức vin và tàu nao ti lúa có một vài chỗ giống nhau thưa giáo sư giống nhau ở chỗ nào cả ba tàu đều bị mắc cạn ở chỗ này thưa ngài tàu nao ti lúa không bị mắc cạn đâu nemo lạnh lùng trả lời cấu tạo của nó cho phép ta có thể nghỉ ngơi thoải mái giữa biển và để thoát khỏi chỗ cạn này tôi không phải quá mệt nhọc như ông Đức Vin đâu. Tàu Astrolab và Dê nữa thì chết ở eo biển này, còn tàu Nao Ti Lúa của tôi thì chẳng gặp một nguy hiểm gì. Ngày mai vào giờ đã định, nước chiều dâng sẽ nhẹ nhàng nâng tàu lên và tàu sẽ chạy ra khơi. Thưa thuyền trưởng, tôi không nghi ngờ, đêm mai, Nemo kết luận, đêm mai vào 2 giờ 40 phút, tàu Nao Ti Lúa sẽ nổi lên và ra khỏi eo biển này một cách vô sự. Nemo nói những lời đó một cách rất gay gắt rồi đứng dậy, gật đầu tỏ ý kết thúc câu chuyện. Tôi trở về phòng riêng của mình, công xây đang ở đó, anh ta muốn biết kết quả cuộc gặp gỡ với Nemo thế nào. Bạn ơi, tôi nói, Nemo đã cười tôi khi tôi vừa đề cập tới chuyện thổ dân Papua đe dọa tàu nao lúa. Thôi được, chúng ta cứ trông cậy ở thuyền trường và chúc nhau ngủ ngon. Tôi nằm xuống nhưng ngủ không yên giấc vọng đến tai tôi những tiếng kêu điên dại của thổ dân đã ùa lên bong tàu. Thủy thủ vẫn im lìm như cũ, họ chẳng hề lo lắng gì về sự có mặt của đám thổ dân trên tàu. Tôi thức dậy lúc 6 giờ sáng, nắp tàu còn đóng kín, đúng là dưỡng khí không được dự trữ thêm từ hôm qua. Tuy vậy, những bình dưỡng khí dự trữ được sử dụng kịp thời đã cung cấp mấy mét khối, làm không khí dễ thở hơn. Tôi làm việc trong phòng đến giữa trưa mà chẳng thấy bóng Nemo đâu cũng chẳng thấy một sự chuẩn bị nào cho tàu chạy. Đợi thêm một lát, tôi ra phòng khách. Đồng hồ chỉ 2 giờ rưỡi, 10 phút nữa, nước chiều sẽ lên tới mức cao nhất. Và nếu thuyền trưởng Nemo tính toán không lầm thì tàu sẽ thoát khỏi chỗ cạn. Nếu không, nó sẽ phải nằm hàng tháng trên bãi san hô này. Kìa thân tàu đã bắt đầu rung chuyển, báo hiệu trước một sự giải phóng. 2 giờ 30 phút, thuyền trưởng bước vào phòng khách và nói, chúng ta bắt đầu đi, vâng. Tôi trả lời, tôi đã ra lệnh mở nắp tàu. Thế còn bọn Papua, bọn Papua à? Nemo hơi nhún vai, nhỡ chúng lọt được vào trong tàu thì sao? Lọt vào bằng cách nào? Qua nắp tàu, thưa ngài Aronac, Nemo điềm tĩnh trả lời. Không phải bao giờ cũng vào được qua nắp tàu nao ti lúa ngay khi nó mở. Tôi nhìn Nemo, giáo sư không hiểu à? Ông ta hỏi, hoàn toàn không? Mời giáo sư theo tôi, rồi ngài sẽ hiểu hết. Chúng tôi tới cầu thang giữa. Netland và công xây đã có mặt ở đó và đang tò mò xem mấy thủy thủ mở nắp tàu. Những tiếng la hét từ bong tàu vọng xuống, nắp tàu được lật ra phía ngoài, khoảng hai chục bộ mặt đáng sợ nhòm xuống. Như người thổ dân thứ nhất chưa kịp nắm tay vào tay vịn cầu thang thì đã bị một sức mạnh vô hình hất ngửa ra phía sau. Người đó rú lên một cách man dợ và cắm đầu chạy. Khoảng một chục người khác định lao xuống cầu thang nhưng cũng chịu chung số phận đó. Công xây khoái trá. Ned bị bản năng kích thích cũng lao tới cầu thang. Nhưng vừa chạm vào tay vịn, anh ta cũng bị hất ngửa ra phía sau. Đồ quỷ, nét gầm lên, tôi như bị sét đánh. Đến đây thì tôi đã hiểu hết, những tay vịn ở cầu thang chính là những dây cáp có điện mạnh. Ai đụng vào đó cũng bị giật. Điện giật có thể chết người nếu Nemo cho chạy vào đó tất cả các ắc quy trên tầng. Tóm lại, giữa những kẻ đang tấn công và chúng tôi tựa như có một bức màn điện mà chẳng ai lọt qua được một cách an toàn. Những người Papua hoảng sợ xô nhau chạy, còn chúng tôi thì phải nín cười mà an ủi và xoa bóp cho Netland lúc đó đang chửi bới ẩm ĩ. một đợt sóng lớn bỗng nâng tàu nao ti lúa lên khỏi bãi san hô. Lúc đó là 2 giờ 40 phút, đúng thời gian Nemo đã nói. Chân vịt bắt đầu quay với tốc độ ngày càng tăng chiếc tàu ngầm nổi lên mặt đại dương và ra khỏi eo biển Torex nguy hiểm một cách bình yên vô sự. chương 23, cơn ngủ không thể giải thích được. Hôm sau, mùng 10 tháng riêng, tàu Nautilus ra khơi. Nó chạy với tốc độ 35 hải lý một giờ. Chân vịt quay nhanh đến nỗi tôi không thể tính được bao nhiêu vòng trong một phút. Nhưng khi tôi nhớ tới sức biển, cái sức mạnh thần kỳ chẳng những đẩy tàu chạy, sưởi ấm và chiếu sáng tàu mà còn bảo vệ tàu chống lại sự tấn công từ bên ngoài, biến tàu thành một vật bất khả xâm phạm. Và những ưu nghĩ của tôi bất giác lại hướng về người đã tạo ra sức mạnh thần kỳ đó. Chúng tôi đi thẳng về hướng Tây và ngày 11 tháng riêng vòng qua mũi sen Đảo này rộng 1625 dặm vuông, do những tù trưởng giác dơ cai trị. Những tù trưởng này tự nhận là con trai của cá sấu, nói khác đi là xem mình thuộc loài thượng đẳng tổ tiên của họ ca sấu rất nhiều ở các con sông vùng này và được tôn sùng đặc biệt chúng được bảo vệ chiều chuộng cho ăn và được hiến dâng cả những cô gái đẹp rủi ro cho những thổ dân nào dám động tới con vật linh thiêng này nhưng tàu nao ti lúa không chạm chán với chúng tàu chạy ngang qua đảo Mô lúc giữa trưa khi viên thuyền phó lên quan sát như thường lệ đến đây tàu nao ti lúa hướng về phía tây nam và tiến vào ấn độ dương thuyền trưởng Nemo định đưa chúng tôi đến phương trời nào đây? Ông ta có quay lại bờ biển châu Á không? Hay ông ta đến bờ biển châu Oyo? Chắc không, kẻ đang trốn tránh những lục địa đông người đi về phía đó làm gì? Hay Nemo sẽ vòng qua mũi hảo vọng và mũi hót? Liệu ông ta có dám cho tàu đi Nam Cực không? Hay ông ta lại quay về Thái Bình Dương mênh mông, nơi tàu nao ti lúa có thể tha hồ vùng vẫy? Tương lai sẽ giải đáp những câu hỏi này. Ngày 14 tháng riêng. Tàu đã ra tới giữa biển khơi. Nó chuyển sang tốc độ trung bình và theo lệnh thuyền trường, lúc thì lặn xuống sâu, lúc thì nổi lên mặt nước. Trong khi tàu chạy, Nemo tiến hành những cuộc đo nhiệt độ đại dương ở những độ sâu khác nhau. Tôi theo dõi việc nghiên cứu đó một cách hết sức thú vị. Nemo rất say 81, 82 xưa với những thí nghiệm của mình. Tôi thường tự hỏi, ông ta nghiên cứu khoa học để làm gì? Để phục vụ loài người ư? Chắc không phải vì sớm muộn những công trình nghiên cứu của ông ta cũng sẽ chết theo ông ta ở một vùng biển nào đó không được ghi trên bản đồ tuy vậy thuyền trưởng nemo vẫn giới thiệu với tôi những số liệu thu được về kết quả nghiên cứu độ đậm đặc của nước ở những vùng biển chủ yếu nhất trên trái đất qua câu chuyện tôi được biết nemo không lảng tránh những vùng biển nhộn nhịp của châu oyo từ đó tôi kết luận rằng sẽ có lúc chẳng biết sớm hay muộn chúng tôi sẽ tới gần bờ những lục địa văn minh hơn Tôi nghĩ Nét chắc sẽ mừng lắm trước khả năng này. Tôi và thuyền trưởng Nemo có khi bỏ ra mấy ngày liền để nghiên cứu khoa học, xác định các độ sâu khác nhau của nước biển, xác định độ sâu của ánh sáng xuyên qua nước biển. Trong mọi trường hợp, Nemo đều tỏ ra có đầu óc sáng tạo lạ thường. Sau đó, ông ta lại biến mất và tôi lại trở về tình trạng cô đơn trên chiếc tàu ngầm của ông ta. Ngày 16 tháng riêng, tàu Nautilus dường như chìm trong giấc ngủ say dưới mặt biển mấy mét các máy điện ngừng chảy chân vịt ngừng quay để mặc con tàu trôi theo dòng nước tôi đinh ninh rằng các thủy thủ đang bận chữa máy vì vừa qua tàu đã chạy quá nhanh cũng hôm đó tôi và các bạn tôi được chứng kiến một hiện tượng kỳ lạ cánh cửa sắt ở phòng khách mở ra chiếc đèn pha không bật sáng bầu trời bị mây rông bao phủ đang chiếu ánh sáng yếu ớt xuống lớp nước trên cửa đại dương tôi đang ngắm nhìn vùng nước xung quanh và những con cá lớn bơi ngang qua tàu thì bỗng rơi vào một dải ánh sáng chói lòa thoại tiên tôi tưởng rằng đèn pha vừa bật lên nhưng khi nhìn kỹ hơn tôi hiểu là mình đã lầm tàu nao ti lúa bị dòng nước cuốn vào vùng nước sáng ánh sáng đó do hàng hà xa số những cơ thể li ti dưới biển phát ra và càng được tăng lên khi gặp vỏ tàu bằng kim loại phản chiếu suốt mấy giờ liền tàu chạy trong vùng nước đó Chúng tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy những con cá lớn vùng vẫy trong đó. Trong ánh sáng sinh động ấy tung tăng những chú cá heo, những anh, hề, không biết mệt mỏi của biển cả, và loài cá kiếm báo bão dài tới 3 mét, nhiều khi chạm kiếm vào ô cửa kính của tầng. Sau đó xuất hiện hàng trăm loài cá nhỏ, có lẽ phía trên đại dương đang có rông, nhưng ở dưới sâu mấy mét này thì không cảm thấy gì. Tàu vẫn bệt bình giữa những làn sóng biển những cảnh kỳ diệu nối tiếp nhau hiện ra trước những con mắt kinh ngạc của chúng tôi. Cuộc sống trong chiếc tàu ngầm đối với chúng tôi hình như có vẻ tự nhiên và dễ chịu hơn trước nhiều. Chúng tôi bắt đầu quên rằng có một cuộc sống khác trên trái đất này. Nhưng một chuyện bất ngờ đã xảy ra kéo chúng tôi trở lại thực tế. Ngày 18 tháng riêng, tàu Nao Ti Lúa chạy ngang qua 105 độ kinh và 15 độ vĩ. Mây đen kéo đến, biển động, phong vũ biểu mấy ngày qua xuống dần báo trước một cơn bão. Tôi lên bong đúng lúc viên thuyền phó đang quan sát chân trời. Tôi chờ ông ta nói lên câu nói thường lệ, nhưng lần này ông ta lại nói một câu khác mà tôi cũng chẳng hiểu gì. Thuyền trưởng Nemo lập tức xuất hiện trên bong, ông ta đưa kính lên quan sát chân trời. Mấy phút liền ông ta chăm chú theo dõi một chấm đen ở phía xa. Sau đó, ông ta quay lại trao đổi mấy câu với thuyền phó. Thuyền phó tỏ vẻ rất xúc động tuy đã cố giữ bình tĩnh nemo tự chủ hơn chắc ông ta vừa phát biểu một ý kiến gì mà viên thuyền phó không tán thành tôi đoán như vậy là căn cứ vào giọng nói và cử chỉ của hai người tôi căng mắt nhìn về phía xa mù sương nhưng chẳng thấy gì chân trời vẫn hoang vắng thuyền trưởng nemo đi đi lại lại trên bong và không nhìn về phía tôi bước chân nemo vẫn chắc nịch nhưng có vẻ không đều đặn như lúc thường đôi khi ông ta dừng lại và khoanh tay trước ngực nhìn ra biển ông ta tìm gì trong đại dương mênh mông này tàu nao ti lúa còn cách bờ hàng trăm hải lý đến lượt viên thuyền phó đưa ống kính lên quan sát ông ta bồn chồn nôn nóng ra mặt khác hẳn với thuyền trường câu chuyện khó hiểu này cũng sắp được sáng tỏ vì theo lệnh nemo máy móc trên tàu bắt đầu hoạt động khẩn trương viên thuyền phó lại lưu ý nemo về một chấm đen phía chân trời nemo dừng lại rồi đưa ống kính về phía đó ông ta quan sát rất lâu còn tôi vì bị kích thích ghê gớm bởi chuyện đó nên xuống phòng khách lấy một ống kính rất tốt mà tôi vẫn dùng rồi mang lên bong. Nhưng tôi chưa kịp đưa ống kính lên mắt thì nó đã bị giật ra khỏi tay tôi. Tôi quay lại, trước mặt tôi là thuyền trưởng Nemo. Tôi không nhận ra ông ta nữa, mặt ông ta biến dạng đi, hai mắt đỏ ngầu, lông mày nhíu lại, hai bàn tay nắm chặt, đầu rụt lại tất cả đều toát lên sự căm giận cao độ. Nemo không nhúc nhích, ống kính nằm lăn dưới sàn. Vì sao Nemo nổi giận? Hay ông ta cho rằng tôi đã khám phá ra điều bí mật mà với tư cách là tù nhân của tàu Nautilus tôi không được đụng chạm tới? Không, Nemo không nổi giận vì tôi, thậm chí ông ta chẳng nhìn tôi nữa. Ông ta đăm đăm nhìn chân trời. Cuối cùng Nemo đã tự chủ được. Mặt ông ta trở lại lạnh lùng như lúc thường. Ông ta trao đổi vài lời với viên thuyền phó. Rồi ông ta nói với tôi như ra lệnh, ngài Aronac Ngài cần tuân theo điều kiện đã ràng buộc ngài với tôi. Thưa thuyền trưởng, điều kiện gì vậy? Ngài và hai người cùng đi phải ở trong phòng kín cho tới khi tôi thấy có thể phóng thích được các ngài. Tôi trả lời, mắt nhìn đăm đăm vào Nemo, ở đây ngài là chủ, nhưng xin phép ngài cho hỏi một câu. Không hỏi gì hết, thưa ngài. Tranh cãi lúc này là vô ích. Tôi đành phục tùng, tôi vào phòng của Netland và công xây báo cho họ biết ý định của thuyền trưởng. Các bạn thử hình dung xem mệnh lệnh đó đã gây ấn tượng thế nào đối với nét. Nhưng còn đâu thì giờ để lý sự nữa. Bốn thủy thủ đã chờ chúng tôi ở cửa. Chúng tôi được đưa sang đúng cái phòng mà họ đã giam giữ chúng tôi ngày đầu tiên trên tàu Nautilus. Nét len định phản đối, nhưng cánh cửa đã sập lại. Thưa giáo sư, ngài có hiểu vì sao lại xảy ra chuyện này không? Công xây hỏi, tôi kể lại tất cả những điều đã thấy. Nét và công xây cũng ngạc nhiên như tôi và cũng chẳng đoán ra chuyện gì vẻ mặt giận dữ của thuyền trưởng vẫn ám ảnh đầu óc tôi tôi suy nghĩ mông lung và đề ra những giả thiết vớ vẩn tiếng reo của nét kéo tôi ra khỏi sự suy nghĩ kia trên bàn có thức ăn sáng mệnh lệnh này chắc đã được thi hành lúc thuyền trưởng ra lệnh cho tàu phóng nhanh công xây bảo tôi xin giáo sư cho phép tôi khuyên một điều anh bạn cứ nói giáo sư nên ăn sáng cho chắc giả vì chưa biết sẽ xảy ra chuyện gì anh nói đúng chào ôi người ta lại cho ăn món cá nét lên phàn nàn anh bạn nét ơi nếu không được ăn sáng thì sao hả anh ý kiến của công xây làm nét hết kêu ca chúng tôi ngồi vào bàn và ăn một cách lặng lẽ tôi ăn ít công xây thì tự ép mình ăn đề phòng bất chắc còn nét thì chẳng bỏ phí một chút nào em n xong chúng tôi tựa vào các góc phòng mà thiêu thiêu ngủ bóng đèn bán cầu tắt đi khiến chúng tôi chìm trong bóng tối nét thiếp đi ngay tôi ngạc nhiên vì công xây cũng vậy cái gì đã gây cho anh ta cơn ngủ bất ngờ ấy? Cả tôi nữa cũng bắt đầu buồn ngủ díp mắt. Tôi chống lại, nhưng hai mí cứ chịu xuống và khép lại. Tôi bắt đầu thấy ảo ảnh, đúng là thức ăn vừa rồi có trộn lẫn thuốc ngủ. Chẳng lẽ Nemo đã nhốt chúng tôi vào phòng kín lại còn bắt chúng tôi dùng thuốc ngủ nữa sao? Tôi thu hết sức lực còn lại để chống chọi với cơn ngủ, nhưng không nổi nữa rồi. Ngày càng khó thở hơn, chân tay tôi bị lạnh cứng ra như bị liệt mi mắt nặng như trì khép chặt lại không sao mở ra được. Tôi thấy ác mộng, nhưng mộng mị bỗng chấm dứt. Tôi ngất đi, chương 24, Vương quốc san hô, đến sáng tôi tỉnh dậy, đầu óc tỉnh táo. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy mình nằm trên giường trong phòng riêng. Chắp nét và công xây cũng được khiêng về phòng riêng của họ. Họ cũng không thể biết chuyện gì xảy ra đêm qua hơn tôi. Chỉ còn hy vọng một sự tình cờ nào đó trong tương lai sẽ làm sáng tỏ câu chuyện bí ẩn này tôi muốn thở hít không khí trong lành nhưng không biết có ra ngoài được không cửa phòng có bị khóa không tôi đẩy cửa cửa không bị khóa tôi theo hành lang hẹp đi về phía thang nắp tàu hôm trước đóng kín nay đã mở tôi lên băng, nét len và công xây đã đợi tôi ở đó tôi hỏi họ đêm qua thế nào nhưng họ chẳng nhớ gì hôm qua họ bị thiếp đi đến sáng nay mới tỉnh dậy và rất ngạc nhiên thấy mình nằm trong phòng riêng Tàu lúa vẫn im lìm và bí ẩn như trước. Nó đang chạy giữa biển khơi với tốc độ vừa phải. Trên tàu chẳng thấy một sự thay đổi nào. Nét len uổng công quan sát chân trời. Đại dương vắng lặng, nét chẳng thấy một cánh buồm nào, một dải đất nào. Gió Tây thổi mạnh, con tàu bập bềnh trên sóng. Sau khi dự trữ không khí, tàu lại lặn xuống sâu độ 15 mét. Khi cần tàu có thể dễ dàng nổi lên mặt nước. Hôm đó, 19 tháng riêng, khác với lệ thường. Tàu nhiều lần nổi lên lặn xuống, và cứ mỗi lần nổi lên, viên thuyền phó lại lên bong và nói câu nói quen thuộc. Thuyền trưởng Nemo không xuất hiện, trong số thủy thủ, hôm đó tôi chỉ thấy người phục vụ vẫn lặng lẽ cho chúng tôi ăn uống một cách chu đáo. Khoảng 2 giờ chiều, tôi đang ngồi chỉnh lý lại những ghi chép của mình thì thuyền trưởng Nemo vào. Tôi chào ông ta, Nemo gật đầu chào lại tôi tiếp tục công việc và thầm hy vọng rằng nemo sẽ nói tới những việc xảy ra đêm qua nhưng ông ta chẳng nói gì tôi nhìn nemo ông ta có vẻ mềm mỏi hai mắt đỏ ngầu chứng tỏ đã thức trắng đêm một nỗi buồn sâu sắc và sự đau khổ thực sự đã in dấu trên khuôn mặt cương nghị của nemo ông ta đi đi lại lại trong phòng ngồi xuống đi văng rồi lại đứng dậy cầm lấy một cuốn sách nào đó rồi lại ném xuống đến xem các máy móc nhưng không ghi chép gì như mọi khi hình như nemo đang xúc động lắm cuối cùng nemo hỏi tôi ngài aronak ngài là bác sĩ phải không tôi bị hỏi bất ngờ nên lúng túng và im lặng nhìn nemo ngài là bác sĩ phải không nemo nhắc lại nhiều người đồng sự với ngài như graciole Mocan, tang đông vân vân đều có học y vâng tôi đã từng làm bác sĩ trước khi làm việc ở viện bảo tàng tôi đã nhiều năm làm bác sĩ điều trị ở bệnh viện thế thì tốt lắm Câu trả lời của tôi làm Nemo rất hài lòng, nhưng tôi không biết ông ta định nói gì thêm nên chờ hỏi tiếp, định bụng sẽ tùy theo tình hình cụ thể mà trả lời. Nemo nói, ngài Aronak, một thủy thủ của tôi đang cần được chữa chạy. Ngài có thể khám cho anh ta được không? Trên tàu có người ốm à? Vâng, tôi sẵn sàng phục vụ ngài. Thú thật là tim tôi đập thình thịch. Tự nhiên tôi liên hệ việc người thủy thủ bị ốm với sự việc đêm qua. Nemo dẫn tôi về phía lái rồi mở cửa một căn phòng cạnh phòng thủy thu. Một người đàn ông chạc 40 tuổi có khuôn mặt cương nghị của người Anh, nằm trên giường. Tôi tới gần giường, đó là một người bị thương chứ không phải là người ốm. Đầu anh ta quấn băng bê bết máu, đặt trên gối. Anh ta nhìn tôi chừng chừng. khi tôi tháo băng ra, anh ta không hề nói một lời. Vết thương thật khủng khiếp, sọ bị một vật nhọn đâm thủng một lỗ sâu hoắm, phòi cả óc ra nạn nhân thở rất khó khăn, đôi lúc mặt bị méo hẳn đi, tôi bắt mạch, tìm đập không đều, mạch thỉnh thoảng bị mất, chân tay bắt đầu lạnh dần, nạn nhân đang hấp hối, không có gì cứu vãn nổi. Tôi lấy bông băng mới băng lại vết thương rồi sửa lại gối cho ngay ngắn. Tôi quay lại hỏi Nemo, vết thương này do vật gì gây ra, vật gì gây ra mà chẳng vậy, thương ngài, Nemo tránh không trả lời thẳng. Vì dung chuyển quá mạnh nên tay đòn của máy bị gãy và văng vào đầu người này ngài thấy nạn nhân thế nào tôi lưỡng lự ngài có thể nói được vì người này không biết tiếng pháp tôi nhìn nạn nhân một lần nữa rồi nói độ hai tiếng nữa người này sẽ chết không gì có thể cứu sống anh ta nữa ư không bàn tay nemo nắm chặt lại nước mắt trào ra tôi không tưởng tượng được rằng nemo có thể khóc tôi đứng bên cạnh nạn nhân mấy phút ánh điện lạnh lùng càng tăng thêm sắc mặt nhợt nhạt và sớm nhăn nheo của anh ta chắc anh ta đã chịu gian khổ thiếu thốn nhiều tôi chờ xem điều bí mật của cuộc đời anh ta có được mở ra qua những lời trăng chối cuối cùng không ngài aronak ngài có thể về nemo nói tôi để nemo ở lại một mình bên giường của người hấp hối tôi trở về phòng mà lòng hết sức xúc động trước cảnh tượng vừa qua linh cảm u buồn làm tôi bồn chồn suốt ngày đêm tôi cũng không yên giấc tôi nghe thấy mãi tiếng thở dài não ruột tiếng cầu kinh rạng sáng hôm sau tôi lên bong. thuyền trường đã ở đó thấy tôi ông ta bước tới, thưa giáo sư, hôm nay ngài có muốn tham gia một chuyến đi chơi ngầm dưới biển không? Đi cùng với nét và công xây ạ, à? nếu họ muốn, thưa thuyền trưởng, chúng tôi sẵn sàng, nếu vậy, mời ngài mặc đồ lặn vào. Nêm chẳng hề nói một lời về nạn nhân đang hấp hối hoặc đã chết. Tôi tìm nét và công xây báo cho họ biết lời mời của thuyền trưởng. Công xây rất mừng và nét lần này cũng vui vẻ nhận lời cùng đi. Chúng tôi mặc đồ lặn, đeo bình dưỡng khí và đèn điện, và đúng 8 giờ rưỡi sáng thì lên đường. Cánh cửa được mở rộng, chúng tôi, đứng đầu là thuyền trưởng Nemo có 12 thủy thủ hộ tống, bước xuống đáy biển giải đá ở độ sâu 10 mét. Đáy biển Ấn Độ Dương khác xa đáy biển Thái Bình Dương mà tôi đã được thấy trong chuyến dạo chơi dưới đáy biển lần đầu. Ở đây không có cát và những bãi bằng, cũng chẳng có tàu. Tôi nhận ra ngay một thế giới thần kỳ, đó là Vương quốc, san hô, cảnh vật đẹp mắt không bút nào tả xiết. Vì sao chúng tôi không thể trao đổi được cảm tưởng với nhau nhỉ? Vì sao chúng tôi lại bị gò bó trong cái vỏ bằng sắt và bằng kính kín mít như thế này? Vì sao tiếng nói không phát ra ngoài được? Vì sao chúng tôi không thể sống trong khoảng nước mênh mông này như cá, hay hơn nữa như loài lưỡng thể sống thoải mái cả trên cạn cả dưới nước? Thuyền trưởng Nemo dừng lại, chúng tôi cũng dừng lại, nhìn về phía sau chúng tôi thấy các thủy thủ đứng thành hình vòng cung sau thuyền trường tôi nhận ra một vật dài dài mà bốn người đang vác trên vai chúng tôi đứng giữa một bãi rộng có rừng cây bao quanh dưới ánh đèn điện trên nền đất in những bóng khổng lồ xung quanh tối đen như mực nét len và công xây đứng cạnh tôi chúng tôi chờ xem sao tôi bỗng thoáng có ý nghĩ là sẽ được chứng kiến một cảnh tượng đặc biệt đưa mắt nhìn quanh tôi thấy đây đó có những gò nhỏ phủ một lớp đá vôi và được bàn tay con người sắp đặt theo một trật tự rõ ràng Giữa bãi trống, trên một chỗ cao, có một chữ thập bằng san hô đỏ. Theo hiệu của thuyền trưởng, một thủy thủ tiến lên phía trước, rút chiếc cuốc chim cài ở thắt lưng ra và bắt đầu đào một cái hố cách chữ thập khoảng một mét. Tôi hiểu cả rồi, đây là nghĩa trang, cái hố đang đào đó là huyệt, còn vật dài dài kia là xác người vừa chết đêm qua. Thuyền trưởng Nemo và các thủy thủ đang chôn bạn mình ở nghĩa trang dưới đáy đại dương này. Tôi chưa từng bị xúc động như vậy bao giờ tôi chưa thấy tình cảm mình bị bối rối như vậy bao giờ. Tôi không muốn tin vào mắt mình nữa. Huyệt đào khá chậm, bầy cá hoảng sợ chạy ra bốn phía. Tôi thấy tiếng sắt chạm xuống nền đá vôi và lửa tóe ra ở đầu cuốc chim. Cây huyệt ngày càng dài và rộng hơn, chẳng bao lâu đã đủ để đặt người xuống. Cây xác liệm vải trắng được khiêng tới và hạ xuống huyệt đầy nước. Thuyền trưởng Nemo và các thủy thủ, tay khoanh trước ngực, quỳ xuống còn ba chúng tôi thì chỉ đứng cúi đầu. Huyệt được lấp đầy đất đá và đắp lên không cao lắm. Đắp xong mổ, Nemo và những người cùng đi quỳ một chân xuống và giơ tay lên để vĩnh biệt lần cuối cùng. Sau đó đám tang quay trở về, phía xa thấp thoáng ánh đèn, chúng tôi hướng theo ngọn lửa soi đường đó và một giờ sau thì bước lên tàu Nautilus. Thay quần áo xong, tôi lên bong và ngồi xuống cạnh chiếc đèn pha. Tôi đắm mình trong những ý nghĩ u buồn một lát sau thuyền trưởng nemo tới tôi đứng dậy hỏi như tôi đã nói người đó tắt thở lúc nửa đêm phải không ạ à? thưa ngài vâng và bây giờ thì người đó đang yên nghỉ trong nghĩa trang san hô bên cạnh những người bạn mình phải không ạ à? vâng và bị mọi người lãng quên trừ chúng tôi thuyền trưởng nemo lấy tay che mặt cố ghìm lại tiếng nức nở nhưng vô hiệu sau đó ông ta trấn tĩnh và nói ở dưới đó ở độ sâu mấy chục mét dưới đáy biển là nghĩa trang của chúng tôi thưa thuyền trưởng những người chết của ngài ở dưới đó được yên nghỉ mãi mãi cá mập chẳng làm gì được họ vâng thưa ngài cả cá mập cả con người cũng chẳng làm gì được họ